Em xin lỗi anh chị nhé, trục trặc kỹ thuật tí. Dạ rồi rồi. Rồi thì hôm nay chúng ta học buổi số 5 mà. Chúng ta học buổi số 5. Thì anh chị anh chị về nhà có xem lại video không ạ? Có thắc mắc gì không? À, sóng đẩy mở rộng với Elliot chéo đó. Ok ạ. Để tí em nói luôn. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái sóng Elliot. Thêm một chút nữa thôi. Chắc tầm nửa tiếng nữa là xong. Nói chung thì sóng Elliot là một trong những khái niệm rất là khó. Cho nên là chúng ta phải học cái kiểu như cái ở đây thì em chỉ nói tới cái này về cái vấn đề gọi là chúng ta sẽ sử dụng sóng Elliott trong cái thị trường có xu hướng và áp dụng những cái tính chất rất là căn bản của nó thôi. Còn trong những cái thị trường phức tạp thì thôi, em sẽ bỏ qua tại vì em cũng chưa master sóng Elliott đâu. Cho nên là chúng ta phải phải học từ từ. Việc gì cũng phải từ từ ha. Sóng Elliott, để coi qua chúng ta học tới phần đây rồi, con sóng hoàn chỉnh đây rồi ha. Trước khi học buổi học thì chúng ta sẽ trao đổi những cái bài cũ trước một chút ha. Mắt hình nữa, mắt hình gì ạ? Ok chưa? Rồi. Như đây. Ví dụ như chúng ta có biểu đồ vàng ở đây ha. Thì sóng Elliott là một trong những cái gọi là áp dụng cho những cái thị trường lớn. Rồi. Thì nó mới chính xác, khả năng chính xác cao. Rồi. Ví dụ như ở đây là chúng ta có là sơ đồ vàng trong tháng này, vàng của tháng. Thì cái biểu đồ này trên cái sàn Onda này thì nó cập nhật là từ từ năm 2007, 2 tháng 1 năm 2016 này, nó bắt đầu từ 2016. Thì cái thị trường vàng là nó nhỏ như này thôi. Đó. Thì lúc đó thì nếu mà nhìn kỹ thì chúng ta sẽ thấy là xét về sóng Elliott thì chúng ta sẽ có là cái sóng 1 như thế này. Còn sóng 2 là xuống dưới đây. Thì sóng 3 đó nó sẽ lên, lên rất là mạnh. Đó là sóng 3 ha. Thì nếu mà nói về sóng mở rộng á, sóng mở rộng là gì? Sóng mở rộng là trong con sóng có sóng thì gọi là sóng mở rộng. Thì trong cái con sóng 3 này á, trong con sóng 3 thì nó sẽ có những con sóng nhỏ hơn nữa. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ biết là chúng ta sẽ vẽ con sóng 3 trong này. Thì ở đây thì chúng ta có là cái mô hình sóng. Những cái mô hình sóng thì là có sóng sóng chính, sóng đẩy và sóng điều chỉnh. Sóng điều chỉnh thì ngoài cái mô hình là ABC, ABC ra thì chúng ta còn có những cái mô hình trong cái giai đoạn sideways nữa. Và mô hình sóng điều chỉnh nó rất là phức tạp, có thể là ABCDA gì đó. Nói chung điều chỉnh là một giai đoạn luôn chứ không phải là một cái con sóng đơn giản như này. Ví dụ như trong cái con sóng 4 này có thể là nó điều chỉnh một cách đơn giản bằng ABC. Đó là đơn giản nhất rồi. Còn phức tạp hơn thì nó sẽ điều chỉnh cái kiểu như là một mô hình kênh giá.
một mô hình kênh giá nó nằm trong này luôn đó, là điều chỉnh cứ cứ lên xuống trong này, mà người ta sẽ vẽ được sóng là ABCDE này nọ đó. Đó, điều chỉnh bằng cái mô hình là sideways, nó điều chỉnh bằng cái mô hình sideways. Ví dụ như nó rớt xuống đây một chút, ví dụ như trong trường hợp này đi, đó, giá nó sẽ đâu đó rớt xuống đây một chút, sau đó là nó đi ngang ngang như này, ngang như này, sau đó thì nó mới bật lên để tạo thành con sóng số năm. Thì những cái mô hình sideways, những cái mô hình điều chỉnh rất là phức tạp. Thì ở cái ví dụ vàng thực tế như thế này, thì anh chị có thể thấy này, con sóng 1 nó rất là rõ như này. Thì sau khi đó là chúng ta có con sóng 2. Thì con sóng 2 này, con sóng 2 này mà nếu mà tính ra thì nó sẽ về đâu đó ở cái vùng dưới đây này. Đây, nó kết thúc đâu đó là ở đây. Thì nguyên cái giai đoạn là từ đây này tới đây này, nó sẽ chuyển qua một cái giai đoạn gọi là giai đoạn sideways ngang như thế này. Và cái vùng sideways ngang này thì nó cũng nằm trong con sóng 2 này luôn. Nằm trong con sóng 2 này luôn. Đó, thì lúc đó thì cái mô hình của chúng ta là ở cái giai đoạn sóng 3 này á, thì đâu đó nó sẽ xuất hiện là 1, 2, 3, 4, 5 ở đâu đó đúng không ạ? Như thế. Đây, 1, 2, 3, 4, 5. Thì trong cái con sóng 1 này á, trong cái con sóng 1 này về bản chất á, thì nó chính là sóng đẩy. Trong con sóng đẩy thì nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 ở trong đó nữa. Đó, ví dụ như chu kỳ này em thay đổi một chút là ở đây. Primary cycle đi. Nhỏ hơn đi. Đó, chu kỳ nhỏ hơn này. Thì trong cái con sóng 1 này á, thì nó sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5 ở bên trong nữa. Như này. Đổi chu kỳ này nhỏ hơn, đổi màu khác này. Ví dụ như là màu tím này đi. Đó. Và cái này là minor đi. Đó. Thì nó sẽ nhỏ hơn đấy. Thì cái việc này nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cứ lặp đi lặp lại. Đó. 1, 2, 2, có đó đây. Thì cái con sóng tăng hiện tại của vàng đó. Con sóng tăng hiện tại của vàng chính là con sóng 3. Thì chúng ta biết như thế, chúng ta biết như thế để mà tức là khi mà xác định để mà biết là chúng ta đang đứng ở đâu á, để mà biết chúng ta đang đứng ở đâu thì anh chị nên là dùng những khung giờ lớn để chúng ta vẽ được cái con sóng tổng quát. Anh chị nắm được không? Sau đó thì trong mỗi con sóng tổng quát đó là chúng ta biết là nó có những con sóng nhỏ hơn nữa, thì lúc đó chúng ta vẽ ra những con sóng nhỏ bên trong con sóng tổng quát. Khi đó thì chúng ta sẽ biết là chúng ta đang cái vị trí hiện tại là chúng ta đang đứng ở sóng nào. Ví dụ như trong cái đám này giờ em vẽ ra này. Đó. Thì chúng ta biết đó, là sắp tới đó, là vàng nó sẽ cứ tăng thôi, vàng nó sẽ cứ tăng thôi. Đó. Và giả sử như nó tăng lên tới cái đỉnh này. Nó tăng lên tới cái đỉnh này. Đây, cái vùng này. Thì có thể là nó sẽ xảy ra một cái giai đoạn điều chỉnh. Một cái giai đoạn điều chỉnh lớn ở đây. À, thì cái lúc đó thì chúng ta mới tính. Chứ còn hiện tại là nó sẽ tăng. Hoặc là nó tăng tới cái vùng này. Đây, vùng này cũng có thể xảy ra cái giai đoạn điều chỉnh đây này. Hai cái đáy này anh chị thấy không? Đó. Đây. Là một này ha, hai đáy này, một đỉnh ha. Nhìn kỹ không? Một đỉnh này, hai này ha. Này em zoom ra nha. Một này ha, hai này ha, ba này, bốn này và đây là năm. Đó, cũng có sóng xuống rồi lên lại nên thấy không? Thì năm cái như vậy nên là ngay cái vùng xanh nhỏ này chính là một cái vùng gọi là kháng cự mạnh. Đó. Thì rất có thể là giá nó sẽ phản ứng rất là mạnh ở đây. Thì lúc đó con sóng 3 của chúng ta có thể là chúng ta kéo về đây. Đó. Thì chúng ta nghĩ là ở gặp sóng 3 thì giá phản ứng mạnh thì nó sẽ hồi về tạo thành con sóng 4. Đó. Và con sóng 5 đó là lên tới đây. Còn cái con sóng 1 lớn của chúng ta thì lúc đó thì nó sẽ lên được tới đây. Đó. Nó lên được tới đây. Con sóng 1 đây có thể như thế này luôn. Có thể con sóng 5 lên như thế này luôn. Nó giảm xuống và nó đục lên một phát lên tới đây luôn. Và khi đó đợt điều chỉnh lớn sẽ tạo thành sóng 2. Và sóng 2 này có thể là đó quay về để test lại cái thằng này. Thì sóng nó mới đục lên thành sóng 3. Và mình cái con sóng lớn này ấy, chính là cái con sóng 3. Cái con sóng 3 lớn của cái thị trường mà con sóng 1 nó chính là thằng này. Đó, thì chúng ta dự đoán trước như thế. Chúng ta dự đoán trước như thế. Thứ nhất là chúng ta dự đoán như thế để chúng ta biết được là chúng ta đang đứng ở con sóng nào. Thứ nhất. Và thứ hai chúng ta dự đoán như thế để chúng ta biết là cái xu hướng hiện tại nó đang là cái xu hướng rất mạnh. Tại vì nó rơi về con sóng 3, cái xu hướng tăng và tăng rất là mạnh. Cho nên là chúng ta tuyệt đối
là không bán ra khi mà xu hướng nó mạnh như này. Chúng ta cứ sell, chúng ta cứ nghĩ là giá nó cao rồi, cứ nghĩ là giá nó cao rồi nhưng mà bán như vậy thì rất là nguy hiểm. Như vậy thì rất là nguy hiểm, tính là ăn sống hồi rất là nguy hiểm. Chúng ta chỉ có mua thôi, chúng ta chỉ có mua. Mà cái trường hợp mà khi mà giá nó lên cao quá, giá nó lên cao quá gần tới những cái vùng hỗ trợ kháng cự này rồi thì lúc đó chúng ta không giao dịch nữa. Giả sử như trong cái trường hợp mà chúng ta muốn bán để chúng ta ăn con sóng 4 này đi, thì chúng ta phải chờ cho cái xu hướng này bị phá vỡ thực sự và có những cái mô hình đảo chiều mà nó đi xuống, chúng ta ăn con sóng hồi này. Tuy nhiên thì chúng ta em thường không khuyến khích ăn sóng hồi, thì chúng ta cứ thuận xu hướng thôi, chúng ta cứ thuận xu hướng. Tất cả những gì chúng ta cần làm là thuận xu hướng. Đó, thì lúc đó là cái sơ đồ của chúng ta là theo sơ đồ tháng này. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ bẻ nhỏ khung thời gian ra, ví dụ như là khung giờ tuần, để chúng ta biết rằng cái xu hướng chính của chúng ta đang là cái xu hướng là tăng. Đó, đang là xu hướng tăng theo tuần. Đó, rồi khi đó thì chúng ta sẽ bẻ nhỏ khung thời gian ra thêm nữa để chúng ta xem cái xu hướng ngày, để cho chúng ta vào lệnh là vào lệnh ở khung ngày. Vào lệnh ở khung ngày bằng cách nào? Đó là chúng ta chờ cho cái xu hướng lớn, đây là cái xu hướng lớn đúng không? Chúng ta chờ cho nó hồi về xong rồi chúng ta mua. Chúng ta chỉ nghĩ tới cái việc mua thôi, đừng có nghĩ tới việc bán làm gì. Nó có thể tăng lên là tầm 1560 đến 1575. Chúng ta chờ hồi về rồi chúng ta mua thôi. Tuy nhiên cái mức giá ở đây thì hiện tại nó quá sát so với cái vùng này. Nó có thể nó sẽ lên gần gần đây là nó xuống liền. Và nếu nó xuống mạnh thì chúng ta sẽ phản ứng không kịp. Nên là xoay sở không kịp rất là nguy hiểm. Còn hồi nãy anh chị nào đó hỏi sóng Elliott chéo đúng không? Thì sóng Elliott chéo của chúng ta về căn bản thì là sóng 1 là dài nhất. Tiếp theo sẽ là sóng 3 và cuối cùng là sóng 5 ngắn nhất. Thì lúc đó ba cái con đường của chúng ta là cái đỉnh, cái đáy của sóng 1 này và đáy như này. Tức là thằng này này, thằng bắt đầu sóng 1 và thằng sóng 2 và thằng sóng 4 nó sẽ nằm trên một đường thẳng. Đó chính là sóng Elliott chéo. Nó như vậy. Ba thằng này nằm trên đường thẳng. Anh chị ví dụ như trong cái trường hợp mà anh chị là gặp như thế này, lên như thế này, xuống như thế này và bật lên như thế này, thì anh chị biết đó, là chúng ta đã có con sóng 1, 2, 3, 4 xong rồi. Và bây giờ chúng ta có thể mua vào để chúng ta ăn con sóng 5. Thì cái việc mua vào thì stop loss chúng ta chỉ cần để dưới đây thôi là được. Và con sóng 5 thường thường nó sẽ rơi về cái đỉnh đó bằng đỉnh 3. Nhưng mà thường thường sóng này nó chéo là như vậy. Đỉnh bằng đỉnh 3 như này. Chỗ này anh chị ok chưa? Anh chị ok chưa? Sao không thấy ai chat thế này? Mọi người nghe em nói rõ không? Mẹ này nó bị gì vậy? Rồi, ok đúng không? Rõ nhưng chưa hiểu lắm hả? Chưa hiểu chỗ nào ạ? Rõ nhưng chưa hiểu lắm, chưa hiểu cái nào ạ?
Đúng rồi, gọt sóng ABC mình đẩy vô cái sóng hồi của lý thuyết Dow luôn cũng được. Mô hình vai đầu vai hả? Mô hình vai đầu vai hai đỉnh hai đáy. Cái đó em nói trên cái một cái video ở trên kênh rồi mà. Đúng rồi, sóng sóng Elliott chéo thì đây là trường hợp duy nhất mà đáy sóng 4 nó có thể về thấp hơn đỉnh 1. Còn còn những con sóng tiêu chuẩn thì nó không có về ha. Mô hình vai đầu vai với mô hình đỉnh đáy mà để em tìm những biểu đồ cho con này. Ví dụ như đồ thị nào anh chị thích cái nào? Anh chị thích biểu đồ nào? Euro USD à? Mạng ngày nay trời mưa, mạng lắc quá. Trời nóng hả? Ở đây chúng ta có sơ đồ của Euro USD. Đây là thường là những cái mô hình vai đầu vai là nó nằm ở trên đỉnh hoặc là trên đáy cho vai đầu vai ngược. Ở đây anh chị thấy này, vai đầu vai này, đây là vai này ha. Đó, đầu này ha, đầu này, rồi vai này, vai bên đây. À, chúng ta có một cái mô hình vai đầu vai như thế. Thì khi khi mà cái mô hình vai đầu vai này tạo thành rồi á, thì chúng ta sẽ có một cái đường gọi là đường neckline, gọi là đường cổ đó. Đường cổ. Lúc đó em sẽ cho đâu đó là màu trắng đi, nó dễ nhìn. Đó, to lên ha. Rồi. Đây. Đường cổ là cái đường nghe. Thì cái đường ngang là rất là mạnh, cái đường ngang này cái đường rất là mạnh, cho nên là nếu như mà giá nó đã vượt xuống khỏi đây rồi á, thì nó rất là khó để đi lên lại, rất là khó để đi lên lại. Thì cái quy luật nó như vậy, thì quy luật là tự nhiên nó như vậy thôi. Mà thì ở đây là ví dụ như ở đây là em vẽ ra là em vẽ ra cái con đường này này nha, như vậy này. Đó thì anh chị thấy này, mỗi lần mà cái mô hình này xảy ra thì người ta sẽ có cái xu hướng là người ta bán rất là mạnh ngay tại cái khúc này, này. Ngay tại cái khúc này, này chỉ cần cái khung nến 4 giờ mà nó phá vỡ qua ngay tại đấy là người ta đã bán được rồi. Thậm chí là những nhà đầu tư mà hổ báo, những nhà đầu tư hổ báo họ đặt cái lệnh gọi là lệnh lệnh sell stop anh chị, lệnh sell stop anh chị biết không, tức là khi mà giá nó đi xuống đây một phát thôi là tự động một cái lệnh bán của họ sẽ bán ra, chỉ cần giá nó đi xuống đây thôi là họ đặt lệnh sẵn rồi, không là biết là break out giả hay break out thật gì hết á, chỉ cần lệnh đi xuống đây thôi, giá đi xuống đây thôi là tự động nó bán ra, và khi đó người ta sẽ treo một cái lệnh như thế này, short position nữa. Đây đó, và stop loss họ để là ở giữa cái vai này, ở giữa cái vai này, tức là không cần phải để trên đây nhé chị, không cần phải để trên đây nhé, để giữa này thôi này, trên 50% của cái thằng này là được. Tại vì giá nó đã vượt qua đây rồi, nó khó lên lại lắm. Nó chỉ lên nó test sơ thôi. Rồi, sau đó là test profit thì gấp 2 gấp 3 lần. Test profit gấp 2 gấp 3 lần.
Trong cái trường hợp này là chưa tới, chưa được 3 lần, mới được 2.8 là giá bắt đầu quay đầu rồi. Đó. Thì lúc đó họ sẽ ăn được cái mô hình vai này. Thì khi mà cái mô hình vai mà qua rồi á, qua được rồi. Đó. Mà khi mà giá tăng lên lại thì cái đường cổ là cái thằng rất là dễ bị test lại, bị giá nó test lại cái đường này. Đó. Thì cho tới thời điểm hiện tại nên chị thấy cái cặp Euro USD này, này giá nó chưa bao giờ mà đóng cửa trên cái con đường xanh nữa. Cái thằng xanh này là cái thằng rất là mạnh. Đó, chúng ta phải biết như vậy. Chưa bao giờ nó vượt qua và đóng cửa trên đây. Thì tình hình sắp tới mà nếu như mà không có gì xảy ra thì nó sẽ giảm xuống dưới đấy. Không có cái thằng nào, không có một cái tin tức nào để giúp cho Euro USD vững thì giá nó sẽ giảm và giảm rất là mạnh. Ừ, em chưa ghi hình rồi, em chưa ghi hình. Giờ em ghi này. Rồi, ok. Sorry anh chị nhắc nhé. Rồi xin lỗi, sorry, nãy giờ em quên. Rồi, 28 phút à. Lỗi của anh chị là hồi nãy em vô trễ. Hồi nãy em vô trễ là trục trặc kỹ thuật, là em vô trễ là 6 phút cho tới 8 phút. Cho nên là nãy giờ mới mất có 20 phút thôi. Tôi lại từ đầu hả? Rồi em nói nhanh lại từ đầu nhờ. Thôi nói nhanh cái này đi ha, rồi em qua em nói cái sơ đồ vàng sao. Nói nhanh. À, đầu tiên là hồi nãy anh chị nào đó hỏi em là cái mô hình vai đầu vai áp dụng như thế nào. Tại vì mình trên coi trên YouTube thì em chỉ nói những kiến thức căn bản thôi, chứ chưa chuyên sâu về mô hình vai đầu vai. Em nhắc lại ha, cho anh chị nào mà biết rồi thì chúng ta vẫn có thể ôn lại ha. Đây này, cái mô hình vai đầu vai nó rất là dễ xuất hiện. Nó rất là dễ xuất hiện. Và cái bản chất của nó là như thế này. Đầu tiên là giá đi lên này, tạo thành một cái đỉnh này. Yeah. Đầu tiên là giá đi lên tạo thành một cái đỉnh. Đó. Và sau khi mà nó tạo đỉnh rồi, sau khi nó tạo đỉnh rồi thì nó đi xuống. Nó đi xuống đâu đó ở dưới đây thì mình không biết. Và nó bật lên. Thì cái vùng mà nó đi xuống và bật lên này là một cái vùng hỗ trợ rồi. Và cái đỉnh lần thứ hai này mà lực mua rất là mạnh, đẩy lên đây. Đó. Để tạo thành một cái đỉnh mới, hoặc là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, tạo thành một cái đỉnh mới như vậy. Đó. Và khi mà giá xuống lại thì nó sẽ về cái vùng hỗ trợ lúc trước và nó bật lên lại. Tuy nhiên là cái lần bật sau này nó đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà giá của nó vẫn không thể là cao hơn đỉnh này, cùng lắm là bằng cái vai bên trái này thôi. Và khi đó thì giá nó giảm xuống. Giảm xuống thì ngay cái chỗ mà cái con đường ngang đây này là cái con đường gọi là con đường neckline. Con đường cổ. Thì cái lúc đó, ví dụ như ở bên này anh chị thấy border hả? Nó ghi neckline nhỉ. Thì con đường ngang này là con đường cổ này ha. Thì con đường cổ này đối với mô hình vai đầu vai nó là con đường rất là cứng. Và cái phe mà mua bán nó thủ ở đây rất là mạnh. Đó là một vùng hỗ trợ rất cứng và giá có thể sẽ bật lên tiếp. Tuy nhiên là trong trường hợp này nó một cái lực bán mạnh đấy quá. Thì chúng ta có gì? Chúng ta có là thường á, những nhà đầu tư mà hộ báo á, thì họ sẽ đặt cái lệnh là lệnh sell stop ở đây. Đó. Thì khi đó thì sao? Tại vì con đường này rất là cứng, giá khó mà qua đây được. Mà nó mà qua được rồi thì nó xuống rất là mạnh. Cho nên họ đặt một cái lệnh bán chờ ở đây luôn. Đó, sell stop. Thì khi đó thì nếu mà giá qua thì cái lệnh họ sẽ chạy như thế này. Kích hoạt. Và stop loss của nó thì một vài người thì nói là đặt trên cái đỉnh này luôn cho an toàn. Tuy nhiên là theo mà em quan sát thị trường thì em thấy là anh chị chỉ cần đặt trên 50% cái vai này thôi là được rồi, là an toàn lắm rồi, khỏi cần phải đặt cao quá. Rồi target thì là mình là gấp 2, gấp 3 lần. Thì trong cái trường hợp này á, giá nó chỉ tăng với là 2.7 mấy thôi, chứ chưa được 3 đó. Thì đây là chúng ta xong một kèo này. Vậy thì khi mà giá nó tăng lên lại thì chúng ta nhớ cái con đường này là cái con đường rất là cứng, giá khó mà vượt qua được rồi đấy.
nhất là giá khó mà nó đóng cửa trên đây, ý là như vậy. Cho nên là con đường này trở thành một con đường rất là huyết mạch thôi. Mà nếu mà nhiều lần nó là bên mua là một cái lực mua rất là mạnh anh chị thấy không? Và nhiều lần nó công phá cái này, giống như là bên đây là bên bán nó đang thủ này, thủ thành nó, thủ môn nó. Đó, và nhiều lần công phá thất bại liên tục. Và tới khi mà ngày hôm qua là anh chị thấy một cây nến đỏ nó như thế này, là thể hiện là nó bên mua đã bên mua đã gọi là đã đuối lắm rồi, kiểu như là thất nản lắm rồi ha, không muốn mua nữa, họ nản lắm rồi, và bên bán bắt đầu trở lại, hiểu chưa? Và nếu như mà chúng ta nhìn về một cái viễn cảnh khác ở bên đây thì anh chị thấy là có một cái đường trend line như thế này, đường trend line như thế này, nó đi xuống, và hiện tại là giá nếu mà nó đóng cửa dưới đường trend line này thì nó sẽ đi xuống rất là mạnh. Thì mục tiêu của chúng ta nó sẽ đi về những cái vùng hỗ trợ kháng cự ở bên dưới nhé. Ít nhất là phải về tới đây, ít nhất là về cái đường trắng em cả. Còn nếu mà thủng luôn cái đường trắng đó thì nó sẽ đi xuống rất là sâu, bằng những cái vùng ở bên đây, xa xa ở bên đây. Và hiện tại thì cái mức giá của đồng đô la euro so với đô la thì nó cũng đã ở cái mức thấp rồi, nên là phe bò đã mua được lại rất là nhiều rồi. Cho nên là ở những ngày vừa qua là sideways liên tục ở đây. Giả sử như nếu những ngày mai ngày mốt mà anh chị thấy là giá giảm xuống đây này, giá nó giảm xuống đây thì đây chính là cái giai đoạn mà anh chị biết là giá nó giảm xuống đây được rồi thì nó sẽ về đây. Cho nên là anh chị chơi ngắn hạn hay dài hạn gì đó thì cứ canh mà sell ra là được, cứ canh mà bán là được. Rồi ở cái phần vô hình vai đầu vai này là như vậy. Còn cái mô hình hai đỉnh đó thì nó cũng tương tự thôi, hai đỉnh và hai đáy thì nó tương tự nhau. Ví dụ như trong cái trường hợp này anh chị thấy là có một cái mô hình hai đáy này. Mô hình hai đáy, mô hình ba đáy, mô hình hai đỉnh, mô hình ba đỉnh nó rất là dễ. Thì cái mô hình này á, ví dụ như ở đây là chúng ta có gì, chúng ta có giá giảm xuống này, giá giảm xuống như thế này và đi lên đó. Đi lên á, thì nếu như mà chúng ta nhìn theo cái, nếu như chúng ta nhìn theo cái sơ đồ lớn và không bỏ qua những cái đầu nến, ví dụ bỏ qua cái đầu nến này, bỏ qua cái đầu nến này, thì cái đỉnh của chúng ta là thằng này nè. Rồi sau đó là chúng ta đi xuống này, xuống là bỏ qua cái đầu nến này là cái đáy ở đây. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái mô hình hai đáy. Khi mà mô hình hai đáy xảy ra thì cái đường neckline của chúng ta tính là cái thằng này, cái thằng neckline chúng ta tính là cái thằng này này. Và khi mà giá nó đã vượt qua cái thằng này thì nó sẽ đi lên rất là mạnh. Đó, nó là như vậy, nó là như vậy thôi. Đấy, vượt qua khỏi thằng này đi lên. Cho nên là nhiều người họ cũng đặt cái lệnh là lệnh chờ ở trên đây, đặt lệnh chờ ở trên đây, nhất là trên luôn cái đầu nến này. Giá mà qua khỏi thằng đầu nến này là họ sẽ kích hoạt cái lệnh đó. Và họ mua vào và họ đặt stop loss là nhỏ hơn 50% của cái đoạn từ đây lên đây thôi, tức là cái lệnh của mình sẽ trong như thế này, trên cái thằng này hơn, nó ra đây này, và stop loss là trên 50% thằng từ từ đây là xuống đây là được, là nó sẽ an toàn. Đó là những nhà đầu tư screen để đầu tư theo khung giờ ngày. Còn trong cái khung giờ nhỏ, ví dụ như là 5 phút chẳng hạn, thì anh chị vẫn thấy là cái mô hình vai đầu vai nó xuất hiện rất là nhiều, và cái mô hình hai đỉnh hai đáy này xuất hiện rất là nhiều trong những khung giờ nhỏ. Thì khung giờ mà càng nhỏ thì những cái mô hình nó xuất hiện càng nhiều, và hầu như là nó xuất hiện liên tục luôn. Và những cái quy luật của nó thì chúng ta cũng áp dụng theo một cách là tương tự thôi. Cái quy luật của nó thì chúng ta áp dụng tương tự thôi. Mà cái khung thời gian lớn đó, nó vẫn chi phối thị trường. Cho nên là anh chị đầu tư khung thời gian nhỏ thì vẫn lưu ý đó là thị trường là nó vận hành theo khung thời gian lớn đó. Nó là như vậy ha. Cho nên là giả sử như trong cái trường hợp này anh chị thấy này, giả sử như giá có tăng lên, giá có tăng lên, nhưng mà cái bên thị trường bên bên khung thời gian lớn là đang giảm, thì chúng ta biết là cái trong khung thời gian nhỏ này cái việc tăng giá chỉ là tạm thời thôi. Nhưng mà chúng ta chơi thì vẫn chơi được, chúng ta chơi thì vẫn chơi được, mà kèo thì nó cũng rất là nhiều. Và những cái vùng như kháng cự hỗ trợ này nó thì
này nọ thì nó là giống nhau hoàn toàn, giống nhau hoàn toàn. Ví dụ như ở đây là anh chị thấy là thị trường đi lên đúng không, thị trường đi lên và có một đỉnh này và đi xuống này. Đó, đi xuống là tạo thành cái đáy này và đi lên lại đó. Thì cái này là tạo thành một cái đỉnh, là đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước rồi, nên chúng ta biết là thị trường đó, nó đã muốn giảm lắm rồi. Và bây giờ ở đây thì có một cây gọi là cái nến pin 3, anh chị thấy không? Nến pin 3 như này. Ví dụ như em cho anh chị xem biểu đồ từ từ nhé. Đây, chúng ta sẽ đi từ bên trái qua bên phải không? Nên từ bên trái qua bên phải. Ở đây chúng ta có này, khi mà giá lên này, nó tạo thành nến, là nến gì anh chị? Nến này là nến, nến người trao cổ đúng không? Hanging Man. Những cái thằng mà Hanging Man, mà nhất là Hanging Man màu đỏ. Những cái này giờ em nói là thiên về Trade Action đó anh chị. Trade Action là cái gì đó không? Trade Action có nghĩa là gì? Trade Action có nghĩa là phân tích biểu đồ và không dùng chỉ báo, không dùng công cụ phân tích kỹ thuật như là MACD hoặc là RSI gì đó, stop tactics thôi. Chứ chúng ta chỉ dùng nến. Ví dụ trong trường hợp này anh chị thấy nè, nó xuất hiện cây nến gì đây? Những cái này căn bản thôi, nhưng mà những cái căn bản nhất lại chính là những cái quan trọng nhất. Nến Hanging Man này, nó nằm trên đỉnh như thế này, mà nhất là nó màu đỏ nữa, thể hiện là cái lực bán nó có. Cho nên là chúng ta chờ cái nến phía sau. Đây, thì khi mà cái nến phía sau này xuất hiện như thế này rồi thì anh chị có thể là anh chị kể những cái trend nhỏ, chúng ta đây 5 phút này, kể những cái trend nhỏ như thế này, và chúng ta thấy là cái nến đỏ này là nó đã phủ luôn cái nến trước rồi, coi như là nến nhấn chìm. Hoặc là cái mô hình nến này thì có thể là mô hình nến sau hôm, thì nó báo hiệu là cái lực giảm sẽ xảy ra. Đó, thì lúc đây chúng ta xem tiếp thôi. Thị trường đi xuống rồi ha. Đi xuống là gì, gặp nến gì đây? Gặp nến này là nến Doji, chân dài. Cũng có thể là chúng ta gọi là nến búa luôn ha. Hoặc là chúng ta gọi là nến chuồn chuồn. Nến chuồn chuồn. Và thị trường nó sắp đảo chiều đó. Nhìn cái màu là sắp đảo chiều rồi. Lúc đó chúng ta qua đây, chúng ta thấy cái nến này. Như này thì nến spinning top ha. Thể hiện sự lưỡng lự của thị trường. Chưa muốn mua, cũng chưa muốn bán. Đó, chúng ta qua đây, chúng ta gặp cây nến rất là dài, râu ở dưới rất là dài như vậy. Thì một vài thuật ngữ gọi là nến pin 3, một vài thuật ngữ gọi là nến búa, hammer. Đó. Thì những cái lúc như thế này thì thể hiện rằng cái lực mua đã rất là mạnh và thị trường sắp đi lên. Đó. Qua đó thì chúng ta thấy là nó lại xuất hiện thêm một cái búa ngược này. Búa ngược làm gì đấy? Và mọi thứ, để coi cái mấy cái nến nhà, một cây nến này ha, thể hiện sự mua này. Hai này ha, ba này, ba cây nến thể hiện sự mua. Thì lúc đó anh chị có thể là anh chị kể thêm một cái trend nhỏ như thế này nữa. Nếu như mà giá nó phá khỏi cái đường trend này thì giá nó sẽ đi lên, đơn giản như vậy thôi. Rồi qua đây này, đó, gặp cây nến nhấn chìm này, mặc dù râu ở trên hơi dài nên xấu một tí, tuy nhiên là qua đây như thế này đó. Thì ở đây thì giá tăng lên nhưng mà tạo cái đỉnh sau là thấp hơn đỉnh trước, nên là cái xu hướng của chúng ta lúc đó chúng ta vẽ lại như thế này. Thì thị trường sắp giảm giá. Anh nhìn như vậy thôi thì chúng ta biết là thị trường sắp giảm giá rồi. Và cái vùng hỗ trợ quan trọng nhất của chúng ta là vùng nào? Đây. Đây. Con đường trắng này. Đây là cái thằng hỗ trợ rất là quan trọng. Nếu như nó bị lủng thì giá sẽ xuống rất là mạnh. Đơn giản vậy thôi. Rồi qua này ha. Xuống này. Xuống này. Tuy nhiên nó không lủng mà nó gặp cái nến búa như thế này. Nến búa như thế này. Râu rất là dài. Lực mua rất là mạnh. Cho nên là mình dự đoán là thị trường có thể là sắp đi lên. Đây. Đây, tới cái cây nến này thì anh chị thấy điều gì xảy ra? Đó, đó là nó đã cao bằng cái đỉnh bên đây. Nó đã cao bằng cái đỉnh bên đây và nó phá luôn cái trend này. Phá luôn cái trend là khi mà trend bị phá thì trend không còn tác dụng nữa. Chúng ta dời về đây. Nó bây giờ là nó cao hơn thằng này. Vậy thì với cái lực mua mạnh như thế này, ba cái nến xanh liên tục và cây sau thì to hơn cây trước, cây này to hơn cái này và cây này còn to hơn cái này nữa, thì cái chuyện mà nó qua khỏi cái đỉnh này là chuyện rất là bình thường. Tuy nhiên cái vấn đề của nó là nó phải gặp cái đỉnh trên đây. Đấy. Thì lúc đó là chúng ta xem tiếp thị trường. Đây, thì khi mà thị trường qua thì anh chị thấy là có một cái cây búa như thế này, cây búa như thế này ở trên.
Sao băng, nến sao băng hay là nến búa ngược hay là nến pin ba gì đó thì tùy. Chúng ta cũng không cần quan trọng cái tên đâu, mà nó chính là thể hiện cái lực bát, chúng ta chỉ biết như vậy thôi là được. Đó. Thì qua đây chúng ta có thêm một cây spinning top này. Thì lúc đó anh chị có thể là kẻ một cái trang nhỏ như này. Thì chỉ cần mà cái trang nhỏ này bị phá vỡ thôi thì nó sẽ tạo thành cái mô hình hai đỉnh, mà đỉnh một là đây và đỉnh hai là đây. Đó. Như thế này đây. Và bây giờ khi mà giá giảm như này thì sao? Giá giảm như thế này thì cái thằng mà thử thách nó nhất đó, đó chính là thằng rắn này. Thằng rắn là cái thằng mà thử thách thị trường. Đây là điểm tựa thị trường này, mà khi mà nó bị phá vỡ thì nó sẽ giảm xuống rất là mạnh. Đó, chúng ta chờ thôi. Nó phá vỡ khi nào? Nó phá vỡ khi mà giá nó đóng cửa bên dưới. Chưa phá vỡ này. Những thằng này chưa phá vỡ. Đó. Qua đó, đây là phá vỡ rồi anh chị. Đây là phá vỡ anh chị thấy nha. Một này, một nến này, hai nến, ba nến này. Là cố gắng phá qua nhưng chưa phá được. Tuy nhiên tới cái lúc này thì nó đã phá qua rồi. À, thường thì nó sẽ quay lại, nó test nhẹ một chút, sau đó nó tiếp tục giảm. Đó. Còn không thì nó đi xuống luôn. Thì chúng ta không biết. Tuy nhiên là nếu bên cái trường phái hộ báo á, thì họ nhìn thấy điều gì ở cái mô hình hai đỉnh này? Họ nhìn thấy đó, đó là lúc ban đầu, ngay cái thời điểm ban đầu thì giá nó đã lưỡng lự ở đây, nó đã từng lưỡng lự ở đây một lần, và nguyên cái đoạn này là giá nó đã tranh chấp rất là mạnh và nó bật lên lần thứ ba xuống, cố gắng xuống và không được. Đó. Nói chung là cái đường trắng này rất là cứng. Tuy nhiên tới đây thì nó lụng qua một phát rất là dễ dàng, thậm chí còn không có râu nữa. Đó. Vậy thì cái trường phái hồi báo họ nhìn thấy điều gì? Họ nhìn thấy mô hình hai đỉnh, họ nhìn thấy hỗ trợ phá vỡ này. À, thì họ múc thôi, họ không có suy nghĩ cái gì thêm nữa. Đây họ sẽ bán ra đây, bán ra đây. Đó, bây giờ họ bán ra ngay cái chỗ này, múc luôn. Stop loss thì họ sẽ đặt đâu đó là an toàn nhất là trên đây, trên đỉnh. Tuy nhiên là không cần đâu, trên 50% cái đoạn từ đây cho tới đây là được rồi. Đó. Thì stop loss trên ngắn hạn của chúng ta là 5 pip. Stop loss là 5 pip thôi. Còn check profit thì sao? Đây. Gấp đôi. Gấp đôi hoặc gấp 3. Thậm chí là như thế này. Ngắn hạn thì chắc là như thế này được rồi. Gấp 2 ha. Lợi nhuận gấp 2. Lỗ thì lỗ. Ví dụ như lỗ 100 đô. Lãi thì lãi 200 đô. Hoặc là lỗ thì lỗ 3% tài khoản, lãi 6%. Đó, thì chúng ta sẽ theo dõi tình hình thị trường tiếp. Đây này, anh chị thấy là giá nó không quay ra về nó test này, thấy không? Nó không quay về nó test luôn. Nên là cái trường phái mà chờ quay về test đó, là thất bại. Nó cho nên là nó mới có hai cái sự là so sánh giữa là có nên chờ thị trường test hay không, hay là vô múc luôn. Thì đây là chưa làm hai trường phái, một trường phái thì nó chờ, còn một trường phái thì họ múc luôn, chờ là mất cơ hội. Đó. Trong khi mình đang suy nghĩ là liệu đây có phải là cơ hội hay không đó, thì cơ hội nó đang đi qua đó. Cho nên là nhiều trường phái họ cũng chờ, họ múc liền. Đó, giá chạm xuống nữa, cái đây là quay lên test lại đó, như thế này mà xuống đây. Đó, cuối cùng là chúng ta coi chúng ta bị lỗ chưa? Vẫn chưa lỗ, vẫn chưa bị dính stop loss như này đó. Stop loss ở ngay cái đường trắng em kể ở trên, và cái lực mua mạnh lên như thế này thì chắc là dính stop loss rồi. Đó. Nhìn giá giảm xuống rồi hả, và đây bị dính stop loss rồi hả. Thì đó, đó là cái trường phái mà mua bán theo cái vùng là hai đỉnh và hai đáy như thế này, mô hình hai đỉnh và hai đáy đó, nó là như vậy. Nhờ anh chị có thắc mắc gì chỗ này nữa không? Hanging Man và pin 3 hả? Hanging Man và pin 3 thì pin 3 là pin 3 với nến búa là giống nhau đó.
Hanging Man với nến búa là giống nhau. Thì có anh chị thấy là có là nến búa này, hammer. Hammer thì hammer có hai loại là hammer ngược với hammer thuận. Thì nến búa gọi là nến búa đó. Nến búa thì nó sẽ nằm dưới đáy, còn nếu mà nằm trên đỉnh đó, thì nó sẽ có hai loại là người treo cổ và shooting star. Nên tổng cộng là chúng ta sẽ có bốn loại, vừa thuận vừa ngược. Thì nó sẽ có là hammer này, inverted hammer này, là hai này, shooting star là ba này, với là hanging man là bốn. Tuy nhiên là những cái trường phái mà đơn giản hơn thì họ gọi tất cả những cái đó gọi là nến pin ba. Tất cả những cái nãy giờ em vừa nói là nến pin ba hết, đơn giản hơn. Đây pin ba, đây pin ba, đây pin ba, đây pin ba. Pin ba nó sẽ xuất hiện trên đỉnh và đáy. Nên những cái trường phái mà chơi theo pin ba thì cũng rất là hay á. Đây là anh chị thấy này, nếu như chúng ta chơi theo pin ba đúng không, pin ba này là mua này ha, mua là có lãi liền này. Pin ba này là mua này, mua này ha, pin ba này là bán này. Đó. Hồi nãy giờ thấy bốn kèo pin ba là thấy win hết bốn kèo đó. Những cái trong những cái khung thời gian nhỏ, trong những khung thời gian nhỏ thì những cái mô hình giá của nó cũng rất là yếu nha chị. Ví dụ như trong ở đây là anh chị thấy là có cái mô hình hai đỉnh này, mô hình hai đỉnh như này. Tuy nhiên là mô hình hai đỉnh này nó không có mạnh, tại vì mặc dù cái xu hướng nó đang giảm, nhưng mà cái xu hướng mặc dù là đó là mô hình hai đỉnh, nhưng mà nó là trong khung thời gian nhỏ và mọi thứ nó sẽ vận hành trong khung thời gian lớn. Nó như vậy ha. Đúng rồi. Thì cái râu nến mà hướng lên trên đó thì giá sẽ giảm, mà râu nến hướng xuống dưới thì giá tăng. Hai đỉnh và hai đáy thì cái điểm chung với mô hình ba đầu vai đó, đó là cái đường cổ, cái đường neckline đó. Nó chính là cái đường rất là mạnh, ví dụ con đường này này rất là mạnh. Còn phần trên thì chả có gì khác nhau cả. Phần trên thì cái đầu của nó rất là khó để vượt qua, mà hai vai phải và hai vai trái thường nó bằng nhau, nó chỉ khác nhau vậy thôi. Còn cái phần mà sóng Helios thì em nói một chút cho xong cái phần sóng Helios ha, rồi mấy câu hỏi của anh chị thì tí nữa em sẽ nói luôn, em sẽ đọc rồi em giải đáp luôn. Thì con sóng hoàn chỉnh của chúng ta là 1, 2, 3, 4, 5 và ABC này. Những quy luật bất biến thì chúng ta phải biết đó, đó là sóng 2 thì không bao giờ mà về 100% của sóng 1 đó, để chúng ta vẽ cho chính xác. Thì sóng 3 thì không bao giờ là con sóng nhỏ nhất trong ba con sóng đẩy. Thì sóng 4 không bao giờ về vùng của sóng 1, cái này trừ sóng Helios chéo ra đó. Thì sóng Helios chéo là con sóng mà như này em vẽ bên thị trường vàng á. Thì con sóng chéo đó nghĩa là điểm bắt đầu của sóng 1 và đáy sóng 2 và đáy sóng 4, là ba cái thằng nó nằm trên một đường thẳng. Ba thằng nó nằm trên đường thẳng. Là xong. Đây này, em chéo này hả? 1 này. 0 điểm 0 này. Điểm 0 này với điểm 2 này á, với điểm 4 á, là nói chung nằm trên một đường thẳng. Và trong sóng Helios chéo thì thường là sóng 3 và sóng 5 là nó cái đỉnh nó gần gần bằng nhau á, cho nên chúng ta cũng không có hy vọng giá sẽ cao quá. Thêm một cái quy luật nữa này, những cái quy luật này ha, đó là
cái khi mà cái cách vận đây là cái cách vận hành của sóng. Đó là khi khi mà sóng 3 là con sóng dài nhất. Sóng 3 mà anh chị thấy nó dài nhất thì sóng 5 với sóng 1 gần bằng nhau. À, nó là như vậy. Sóng 3 dài nhất thì sóng 5 với sóng 1 nó sẽ gần gần bằng nhau. Không, sóng Elliott chéo thì nó cũng là tăng giá chứ không phải là sideways. Sideways là sóng điều chỉnh. Sideways là sóng điều chỉnh. Thì sóng 2 và sóng 4 sẽ luân phiên nhau dốc đứng hoặc phẳng ngang. Cái này tí em nói. Còn sóng 5 kết thúc thì sóng ABC nó sẽ vào vùng sóng 4. À, qua cái hình này cho dễ nhìn đi. Đây. Thì anh chị thấy này. Ở đây chúng ta có này. Con sóng 2 này á, với con sóng 4 này á, nó có cái tính chất á, đó là khi mà con sóng 2 nó dốc xuống, tức là giá nó rớt xuống rất là mạnh và rất là nhanh, thì con sóng 4 này giá nó sẽ đi ngang đi ngang đi ngang đi ngang đó. Còn nếu như mà con sóng 2 này á, mà nó đi ngang đi ngang đi ngang á, thì con sóng 4 nó sẽ lao dốc xuống rất là mạnh và hai thằng này nó thay phiên nhau. Còn trong một cái chu kỳ tăng trưởng á, thì chúng ta có là đuôi của con sóng C này thường nó sẽ về với cái vùng của sóng 4 này, sau đó nó sẽ tiếp tục tăng lên tiếp, tiếp tục tăng lên tiếp. Nó chỉ điều chỉnh rất là nhanh thôi, về tới đây là tăng lên tiếp. Thì cái sơ đồ vàng hồi nãy mà em nói thì nó sẽ như thế này. Thì chúng ta quay về vẽ sóng Elliott thì anh chị phải biết đó là anh thì đứng im mà. Của cái khúc hồi nãy là cái khúc nào? Khúc khúc sóng 2 sóng 4 hả? Sóng 2 sóng 4 thì cái màn hình nó được im như vậy mà. Nó là một tấm hình thôi mà. Hồi đứng im là đứng im sao? Thì em để em im cái hình gì em nói mà. Thì đó là cái hình trên slide mà vẽ sắp được mà vẽ. Loạn cái lên đây, nó hình đây đúng không? À, con sóng 2 này. Con sóng 2 này mà nó lao mạnh xuống thì con sóng 4 nó sẽ đi ngang đó. Còn con sóng 2 mà nó đi ngang thì con sóng 4 nó sẽ lao mạnh xuống. Còn ở bên đây thì chúng ta có là con sóng ABC này. Thì thường con sóng C này á, cái đuôi của nó sẽ rơi về cái vùng gọi là đáy của sóng 4 như thế kia. Để tiếp tục mà nó tiếp tục nó tăng trưởng tiếp cho một cái chu kỳ mới. Còn cái thằng ABC này á, nó có thể là nó sideways theo cái mô hình mở rộng là ABCDE. Hiện tại anh chị thấy cái gì? Hiện tại anh chị thấy cái gì? Hiện tại là thấy gì? Màn hình gold hả? À, rồi rồi rồi, vậy là chờ em chút nha. Hồi nãy em bấm share. Giờ anh chị thấy cái này chưa? À, hồi nãy do em bấm share mà em bấm chia sẻ mà em chỉ có chia sẻ là cái biểu đồ vàng thôi. Rồi, nên khi em bật qua slide này anh chị không thấy là đúng rồi. Em xin lỗi nhé. Hồi nãy em bấm chia sẻ, em chia sẻ cái biểu đồ vàng này.
Rồi, ở đây này. Chúng ta có này, ba quy luật bất biến của sóng Elliott này. Nên là em nói rồi rồi á, cách vận hành của sóng này ha. Đây. Sóng 2 và sóng 4 sẽ luân phiên nhau dốc đứng hoặc phẳng ngang. Cái tính chất này em dùng rất là nhiều. Nên chị lưu ý, cái tính chất này em dùng rất là nhiều. Đây, nếu mà con sóng 2 này á, nó mà dốc đứng thì con sóng 4 này sẽ đi ngang đi ngang đi ngang. Còn nếu con sóng 2 này mà lao xuống, con sóng 2 này mà đi ngang ấy, thì con sóng 4 nó sẽ lao xuống rất là mạnh. Đó, thì cái tính chất của nó là sẽ là như vậy. Rồi, giờ qua biểu đồ vàng này. Qua biểu đồ vàng đúng không? Anh chị thấy không? Biểu đồ vàng chưa? Ok đúng không? Thì đây, cái cách mà khi mà chúng ta trade với sóng Elliott á. Trade với sóng Elliott này em nói lại cho những anh chị nào mà hồi nãy vào trễ. Đầu tiên là cái việc đầu tiên của chúng ta là chúng ta phải biết là mình đang đứng ở cái vị trí nào của sóng. Mà muốn biết như vậy thì chúng ta sẽ dùng cái khung thời gian lớn để chúng ta vẽ được những con sóng lớn. Sau đó là đúng rồi, chúng ta dùng cái khung thời gian lớn để chúng ta vẽ những con sóng lớn. Ở đâu đó là chúng ta sẽ là chuyển qua những khung thời gian nhỏ hơn để chúng ta vẽ được những con sóng trong cái khung thời gian đó. Nó là như vậy. Cái biểu đồ nó đâu rồi? Anh chị đợi đi nha. Cho nó loát đi đâu rồi? Đây. Đang loát điện thoại gì đây? Rồi thì lúc đó thì chúng ta biết là khi mà chúng ta xác định trong cái khung thời gian lớn rồi á, thì chúng ta sẽ chuyển qua khung thời gian nhỏ để chúng ta xem thì trong cái khung thời gian nhỏ đó thì chúng ta đang đứng ở cái vị trí nào. Như hồi nãy khung tháng thì chúng ta có là sơ đồ theo khung tháng là cái con sóng to là con sóng 1, còn nguyên cái đoạn dài đây là chính là sóng 2, nguyên đoạn dài sóng 2. Còn hiện tại chúng ta đang đứng ở cái con sóng 3 trong cái sơ đồ vàng. Đó, con sóng 3 lớn trong cái sơ đồ vàng. Con sóng 3 lớn. Đây, nguyên cái hàng này là con sóng 3 lớn. Và cái con sóng trong cái con sóng 3 lớn á, thì chúng ta sẽ có những cái con sóng nhỏ. Trong con sóng 3 lớn thì chúng ta sẽ có những con sóng nhỏ. Đó. Ở đây, những con sóng nhỏ đây. Thì cái đoạn bữa trước từ đây trở đi thì nó là 1 này, 2 này. Vậy theo cái lý thuyết mà chúng ta học, con sóng 3 là con sóng mà tăng rất là mạnh. Và hầu như là người ta mua mà người ta không suy nghĩ gì cả. Người ta chỉ mua và mua thôi. Mà đám đông FOMO lên rất là mạnh. Đó, thì cái tính chất nó là như vậy. Thì tự nhiên nó như vậy thôi. Cái ông Elliott thì ông cũng không hiểu vì sao như vậy. Ông chỉ có biết là ông nghiên cứu ra như vậy. Và cái này gọi là bí mật của vũ trụ. Thì mình không biết được. Tức là khi mà sóng 1 hình thành và sóng 2 kết thúc thì sóng 2 là cái mô hình sóng điều chỉnh. Sóng 2 là thường là cái mô hình sóng điều chỉnh. Mà căn bản là nó sẽ là ABC. Còn nếu mà như mà phức tạp hơn thì nó sẽ là những cái mô hình là ABCD. Khi mà cái mô hình sóng điều chỉnh hoàn thành thì nó sẽ hình thành sóng 3. Đó, nhớ hình thành sóng 3 thì sóng 3 là con sóng tăng rất mạnh và thị trường phi nhau FOMO. Theo những cái đặc điểm của những con sóng thì ngày hôm qua chúng ta đã học rồi. Đó. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ xác định là con sóng 3 nó tăng thì nó sẽ tăng tới đâu. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái phần tiếp, đó là cái phần vẽ sóng Elliott. Này. Vẽ sóng đó hả? Thì cách tính sóng thì mọi thứ nó đều xoay quanh Fibonacci cả thôi.
Fibonacci cũng là một cái quy luật bất biến. Sóng thì Eliot thì nó cũng vậy, hai thằng nó liên hệ với nhau. Đó. Thì ở đây thì chúng ta có này. Đầu tiên cái con sóng mà khó biết nhất thì đó chính là sóng 1. Mà khi mà chúng ta đã nhận ra nó chính là sóng 1 rồi, chúng ta biết nó là sóng 1 rồi thì chúng ta có là sóng 2, sóng 3. Và chúng ta dùng sóng 1 để chúng ta xác định sóng 3, chúng ta xác định sóng 4 và sóng 5 luôn. Thì lúc đó đầu tiên là chúng ta có sóng 1 ha, đầu tiên của có sóng 1. Vậy khi mà sóng 1 nó hình thành xong rồi thì nó chuyển qua sóng 2. Nó chuyển qua sóng 2 thì chúng ta sẽ dùng Fibonacci retracement. Anh chị thấy Fibonacci retracement không? Đó. Thì lúc đó chúng ta sẽ vẽ từ cái điểm bắt đầu sóng 1 này, vẽ lên cái đỉnh của sóng 1. Thì cái con sóng 2 nó sẽ rơi đâu đó là về cái vùng là từ 0.382 này cho tới là 0.786 luôn. Con sóng 2 nó rơi như vậy. Và cái vùng mà nó về nhiều nhất đó là cái vùng từ 0.5 cho tới là 0.618. Cái vùng này là cái vùng mà giá nó dễ về nhất. Yếu nói là lúc đó là người ta là vào đây người ta bắt đáy rất là nhiều. Thì theo quy luật là người ta sẽ bắt đáy ở đây rất là nhiều. Mà con sóng 2 này á, bởi vì cái giai đoạn trước đó là cái giai đoạn sóng 1 này, là phần lớn người ta vẫn chưa tin rằng thị trường nó sẽ tăng trưởng trở lại. Thị trường nó sẽ chưa tăng trưởng trở lại. Cho nên là người ta sẽ bán rất là mạnh, và cái lực bán của sóng 2 có thể khiến cho giá nó về tới 0.786 luôn. Tuy nhiên nó không bao giờ về tới điểm bắt đầu đâu anh chị. Nó sẽ rơi về cái vùng này. Và cái vùng 0.382 là cái vùng rất là yếu. Hạn chế bắt đáy ở đây. 0.236 thì quá yếu là bỏ đi ha. 0.5 là anh chị là bắt đầu bắt được rồi này. Tới này. Và theo quan điểm của em thì hạn chế bắt đáy. Cho nên tôi chỉ chờ cho nó điều chỉnh xong. Và nó phá cái trend đi lên thì chúng ta sẽ mua đó ở đây. Mua ở đây này. Là đẹp. Thì sau khi con sóng 2 kết thúc rồi thì nó sẽ hình thành sóng 3. Thì theo Fibonacci, theo lý thuyết Eliot thì con sóng 3 chúng ta sẽ dùng Fibonacci đây, trend base extension này, chúng ta sẽ đo từ cái điểm bắt đầu của sóng 1 cho tới đuôi sóng 1 thôi. Và chúng ta kéo về sóng 2, đáy của sóng 2 đây. Thì con sóng 3 về theo lý thuyết của Fibonacci. Theo lý thuyết Fibonacci thì cái mức mà tối thiểu nhất cho phép nha anh chị. Tức là thường nó không bao giờ mà nó nhỏ hơn cả. Đó chính là 1 đó. Có nghĩa là cùng lắm là nó cao bằng sóng 1 thôi. Cái độ cao này chúng ta tính theo giá nha anh chị, chứ không tính theo cái chiều dài này nhé. Không tính theo thời gian, tính theo giá. Ví dụ như em đo từ đây lên đây ha. Từ đây lên đây là sóng 1 này. Vậy em kéo qua đây. Đó, cái độ cao nó bằng. Số 1 này có nghĩa là bằng sóng 1. Số 1 có nghĩa là bằng sóng 1. Tỷ lệ 1:1. Tỷ lệ 1:2 ở đây này ha. Thì thấp nhất mà chấp nhận được đối với con sóng 3 này đó là bằng sóng 1. Đó là bằng sóng 1. Tuy nhiên bằng sóng 1 là cái gì đó rất là nhỏ bé so với sóng 3. Sóng 3 nó cũng nói chung là nếu mà so về bao nhiêu phần trăm để nó bằng sóng 1 thì rơi vào đó là tầm khoảng 30% thôi, 20-30% là những lần mà sóng 3 nó bằng sóng 1 thôi. Còn phần lớn 80% là con sóng 3 nó sẽ rơi về cái vùng là 1.168. Đó. 1.168 hoặc là 2. Cũng có những cái trường hợp hy hữu là sóng 3 nó sẽ về là 2.618, thậm chí là 3.618. Con sóng 2 nó đi rất là mạnh. Cho nên là nếu như mà anh chị xác định được rõ con sóng 3 nó đã bắt đầu rồi,
sóng 2 kết thúc bằng mô hình điều chỉnh rồi. Đó. Thì anh chị đo Fibonacci từ đây lên đây. À, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Con sóng 3 khả năng rất là cao. Phải nói là vô cùng cao. 80% luôn là nó sẽ về được tới 1/18. Rồi sau đó nó mới tính tiếp. Tính lên có điều chỉnh hay không, có lên tiếp hay không thì lúc đó nó sẽ tính tiếp. Đó. Có thể lên tới cái 2. Rồi sau khi mà chúng ta có sóng 3 rồi thì khi mà sóng 3 kết thúc thì chúng ta thấy là khi trend nó bị phá vỡ rồi thì nó sẽ có sóng 4. Và xác định sóng 4 thì chúng ta lại tiếp tục là con sóng 4 nó giống sóng 2. Chúng ta lại dùng là Fibonacci retracement. Chúng ta vẽ lên. Thì cái đặc điểm của con sóng 4 này này, nó giảm nhưng mà nó giảm rất là yếu. Đặc điểm của sóng 4 là như vậy. Tại vì cái lực bán của cái lực mua của con sóng 3 rất là mạnh mà. Cho nên là con sóng 4 này mà nhiều sách nó bảo là cao cùng lắm ấy, nhưng mà mạnh lắm là về được 0.5 thôi. Mạnh lắm là về 0.5 thôi. Còn hơn nữa thì có thể là về tới 6.18 chứ chẳng bao giờ nó về tới đây đâu. Chẳng bao giờ con sóng 4 nó về tới 7.86. Nó sẽ là từ 0.382 này cho tới 0.618 trong dao động trong cái vùng này. Nếu như ở đây mà anh chị thấy cái lực mua bắt đầu hình thành mà lực bán đã yếu dần rồi thì anh chị có thể bắt đáy ở đây để chúng ta ăn con sóng 5. Chúng ta sẽ ăn con sóng 5 này. Thì con sóng 5 thì cái cách xác định của nó thì nó cũng là đâu đó là bằng con sóng 1. Cái tỷ lệ 1:1 là chuẩn nhất. Để 1:1 thì lúc đó chúng ta chỉ dùng là Fibonacci extension đấy. Mạng lại lắc nữa. Rồi Fibonacci extension đó, chúng ta sẽ vẽ từ đáy sóng 1 này lên tới đỉnh sóng 1 và kéo về sóng 4. Thì con sóng 5 sẽ rơi về cái tỷ lệ 1:1 là chuẩn nhất. 80% là nó sẽ bằng sóng 1. Nên là rơi về cái tỷ lệ 1:1. Đó. Như thế. Và nếu con sóng 4 nó nằm đây thì con sóng 5 nó sẽ như này. Đây. Hoặc là thấp hơn, con sóng 5 không phải lúc nào nó cũng bằng sóng 1 đó nha anh chị. Nó thấp hơn. Con sóng 5 mà nói chung là nó tùy cơ ứng biến, kiểu như tùy cơ ứng biến. Nó có thể là bằng sóng 1 hoặc thấp hơn một chút thôi chứ không thấp hơn nhiều. Tuy nhiên nó có thể lên tới 1.618 luôn. Con sóng 5 là như vậy. Tuy nhiên anh chỉ nhớ là cái lực tăng của sóng 5 á, nó yếu hơn sóng 3 nhiều hơn. Mặc dù thị trường tăng giá nhưng mà cái lực mua là yếu hơn nhiều. Sóng 1 đó. Sóng 1 thì thường là nó là con sóng phá trend, nhưng qua em nói rồi mà. Anh chị nên hạn chế hỏi là những cái câu mà em đã nói rồi chứ cứ trả lời lại như này thì rất là ấy. Con sóng 1 thường là con sóng phá trend, thường là như vậy thôi. Tuy nhiên kể những nhà mà gọi là pro nhất trong đầu tư bằng sóng Elliott, những cao thủ đầu tư bằng sóng Elliott cũng không biết đâu là sóng 1. Nó là như vậy. Con sóng 1 là con sóng mà chả ai biết nó là con sóng 1. Nó phải xong con sóng 2 thì thường người ta mới biết đó là sóng 1. Chứ không có ai biết đó là sóng 1 đấy. Cao thủ nhất về sóng ngay lớn họ cũng không biết. Sóng 1 là như vậy. Fibo mà càng kéo bị đài ra thì nó càng rộng. Được chưa? Thì đây nè. Sóng ngay liếu thì anh chị vào đây. Nó Fibonacci retracement extension. Nó đây.
Nó đơn giản thôi. Là mình bỏ qua Fibo nó sẽ hiện ra các vùng. Đúng rồi, chỉ cần vẽ nó hiện ra. Sóng 3 xác định bằng Fibonacci Trendbase Extension. Trendbase Extension. Chỗ này anh chị còn hỏi gì nữa không? Anh chị còn thắc mắc gì nữa không? Xuống 1 bằng S1 bằng S3 hả? Sóng chéo hả? Sóng chéo nói mấy lần rồi mà. Sóng chéo nói mấy lần rồi. Cố gắng khi em nói lắng nghe nhé. Thì sóng chéo của chúng ta là chúng ta có là sóng chéo thì chúng ta có là cái thằng một là thường nó lớn nhất, một là thường sóng lớn nhất, tiếp theo là sóng 3, cuối cùng là sóng 5 là sóng nhỏ nhất, và ba cái thằng mà điểm bắt đầu này nó sẽ đi trên một đường thẳng. Đây là sóng chéo. Thì con sóng chéo này là con sóng 3 nó nhỏ hơn con sóng 1 rồi. Cần gì đo Fibonacci nữa đâu. Và nếu như mà lúc đầu mà chúng ta xác định đó, lúc đầu chúng ta xác định là như này đúng không? Như này chúng ta thấy là đây là sóng 2 rồi này. Lúc đó chúng ta lại bắt đầu đo Fibonacci cho con sóng 3. Chúng ta đo như này. Đó. Thì chúng ta nghĩ là con sóng 3 có thể về đâu đó là 1.618 gì đó, hoặc là 2.618 trên đây. Tuy nhiên là nó không có về tới đó mà nó chỉ có về tới đây thôi, thậm chí nó còn nhỏ hơn con sóng 1 và nó bắt đầu quay đầu rồi nó đi xuống đây. Thì lúc đó chúng ta biết đây chính là sóng Eliot chéo chứ không phải là sóng Eliot bình thường. Sóng Eliot bình thường nó có thể lên đây. Thì sóng Eliot chéo như thế này thôi. Thì khi mà con sóng 4 nó kết thúc và anh chỉ thấy là cái điểm ba cái đường này nó tạo thành một cái đường thẳng như này, thì lúc đó con sóng 5 thường nó sẽ bằng sóng 3 hoặc là cao hơn một xíu thôi. Tuy nhiên về mà cái độ lớn, về cái độ dài ấy, thì chúng ta thấy là con sóng 1 này nó lớn nhất, sóng 1 lớn nhất, chiều cao của nó sẽ lớn nhất.
vượt qua con sóng 3 này sẽ nhỏ hơn sóng 1, và con sóng 5 nó sẽ nhỏ hơn nữa con sóng 3 này. Nó là như vậy ha. Thế là tùy cơ ứng biến đó. Bao nhiêu thân ba xuất hiện, bao nhiêu nến xuất hiện, cái này tùy thị trường nhưng sao mình biết được, này tùy thị trường thôi, có khi nó đi lên nhanh là có khi nó đi lên rất là chậm, tùy thị trường. Thì lý thuyết sóng yếu là lý thuyết lớn, cho nên là chúng ta phải biết là chúng ta chỉ có, chúng ta biết là chúng ta chỉ có gọi là xác định cái lớn của nó để cho nó đi theo cho nó chuẩn. Chúng ta xác định là nó có thể về tới đâu, nó có thể về tới đâu, và con sóng hiện tại là con sóng nào. Nếu như nó là con sóng 3 thì chúng ta tuyệt đối là không ngược xu hướng, không đánh ngược xu hướng. Nó là con sóng 2 thì chúng ta có thể bắt đáy, nó là con sóng 4 thì chúng ta có thể là bắt đáy. Nó là con sóng 5 thì chúng ta tuyệt đối không đi ngược xu hướng. Chừng nào mà giả sử như chừng nào mà chúng ta thấy là ví dụ như 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Thì chúng ta đo sóng sóng 5 mà chúng ta thấy là con sóng 5 bây giờ nó đã rơi về cái vùng là 1.618 của sóng 1 rồi. Như này đi. Đây con sóng 5 nó về tới 1 rồi này. Về tới 1 hoặc là về tới 1.618 thì chúng ta biết con sóng 5 nó sắp quay đầu rồi. Đó là chúng ta chờ để chúng ta ăn con sóng 2. Thì lúc trong cái những cái trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ chờ chúng ta ăn là ăn con sóng 3 này ha, hoặc ăn 2 điểm nha. Hoặc là đây này. Hoặc chúng ta biết là con sóng 5 nó sắp kết thúc rồi. Chúng ta chờ chúng ta ăn con sóng 3. Đó như vậy. Giờ ăn con sóng A. Còn cái cách mà xác định sóng ABC thì nó cũng tương tự như vậy. ABC nó tương tự. Đầu tiên là con sóng A này. Con sóng A thì cái độ lớn của nó, cái độ lớn của nó thì nó sẽ rơi về cái vùng đâu đó là bằng bằng với cái điểm bắt đầu sóng 5 này. Tức là sóng 5 tăng bao nhiêu thì sóng A nó sẽ giảm bấy nhiêu. Chúng ta khỏi cần dùng Fibonacci gì cả. Tuy nhiên con sóng B này chúng ta dùng Fibonacci nữa. Con sóng B thì chúng ta dùng Fibonacci. Thì Fibonacci retracement đó, tại vì sóng B là sóng hồi. Đó. Thì cái đáy của sóng B là có thể là rơi về cái vùng là từ là 0.382 cho tới 6.18 trong một thị trường có trend. Chứ thị trường mà sideways thì những cái này sai hết. Thị trường sideways nó đi lung tung lắm. Có thể sóng B nó làm như thế này. Thậm chí đôi lúc là em rất là gà về sóng Elliott trong thị trường sideways. Nên thậm chí là em còn nghĩ là không biết là mấy cái ông này á, ông vẽ sai cho nên là ông cho rằng đây là sóng B. Em còn nói như vậy nữa. Tuy nhiên là mình biết là mình dở sóng Elliott, cho nên là những cái trường hợp như này mình không có lường trước được. Nên mình chỉ dùng Fibonacci, mình đo Elliott trong cái vùng là từ 382 cho tới 618. Còn cái vùng sau của nó thì con sóng C của chúng ta là sẽ bằng sóng A hoặc là 1.618 lần sóng A theo Fibonacci retracement. Trên bay extension đây. Từ đây chúng ta đo về đây. Chúng ta kéo lên đây. Thì con sóng C là bèo bèo nó cũng phải bằng sóng A. Còn không thì nó về những cái vùng thấp hơn. Là con số 1.618 này anh chị nhớ. 1.618. Sóng 3 cũng như vậy mà sóng C cũng như vậy. Đó, nó là như vậy. Chỗ này anh chị ok chưa? Cái bài sóng Elliott này anh chị thực hành nhiều hả? Anh chị thực hành nhiều. Và cái cách mà xác định thì giống như là em xác định bên cái biểu đồ vàng lúc nãy. Chúng ta đi từ cái khung giờ lớn. Em nói lại lần cuối. Đầu tiên là chúng ta đi từ cái khung giờ lớn. Để chúng ta xem coi là những con sóng lớn trong thị trường là con sóng nào. Đi từ khung giờ lớn để chúng ta biết là những con sóng lớn trong thị trường là con sóng nào. Thì sau đó là chúng ta mới bẻ nhỏ ra, chúng ta đi trong những con sóng nhỏ hơn. Ví dụ như trong khung giờ lớn, khung giờ tháng này chúng ta thấy con sóng 1 ha.
Còn sóng 2 nguyên cái đám này là đám điều chỉnh. Nguyên cái đám là đám điều chỉnh. Đó. Cho nên con sóng 2 kết thúc như thế này. Và con sóng 3 như thế này. À, con sóng 3 đi đâu thì chúng ta sẽ dùng Fibonacci. Đó đo chúng ta thử cái 1.618 là như thế nào. Thì trong cái con sóng, trong cái sơ đồ lớn theo tháng chúng ta thấy như thế này. Vậy thì nhỏ hơn trong cái con sóng 3 này nó sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5 theo lý thuyết của chúng ta. Đó. 1, 2, 3, 4, 5 đâu đó như thế này. Thì đó chúng ta biết như thế này thì chúng ta sẽ xóa cái thằng to này đi. Đó. Chúng ta còn như thế này thôi. Thì theo lý thuyết chúng ta học thì con sóng 1 là sóng đẩy. Vậy thì trong cái con sóng 1 này nó sẽ có 5 con sóng nữa. Đó. 1, 2, 3, 4, 5 đại khái như thế này. Đó. Rồi chúng ta sẽ nhỏ khoảng thời gian ra. Giờ chúng ta xem coi liệu là trong 5 con sóng nhỏ nhỏ này thì mình vẽ như thế nào cho chính xác. Thì ở đây hiện tại là chúng ta thấy là thằng 1 nó như thế này, thằng 2 nó như thế này. Vậy cái thằng đang tăng mạnh kia là chính là thằng 3. Và chúng ta đang biết, chúng ta biết là chúng ta đang ở trong cái thằng 3. Vậy chúng ta coi là cái thằng 3, cái thằng 3 đó, hiện tại là có mua bán được gì không? Có kiếm được chút tiền lời nào trong thằng này không? Đó. Vậy thì chúng ta sẽ dùng cái gì? Fibonacci để chúng ta đo cái thằng 3 hiện tại nó đã nằm ở đâu rồi. Như thế này. Thì mình thấy là thằng 3 nó đã về cái vùng là 1.618 rồi. Và hầu như là nếu mà về 1.618 thì đó chính là những cái giai đoạn cuối sóng Elliott 3. Nên chúng ta cẩn thận, chúng ta sẽ không có mua nữa. Vì nó có thể là nó là cao quá rồi. Ví dụ như 2 tuần trước thì được. 2 tuần trước thì đây là con sóng 3, mà 2 tuần trước thì nó chỉ có mới là 1 chấm mấy thôi. Như thế này. 2 tuần trước thì xét về sóng Elliott 3 thì nó chỉ có nằm ở đây thôi. Đó, thì chúng ta sẽ còn ăn được cái đoạn dài từ đây đến đây nữa. Vì nó đã vượt qua khỏi cái thằng 1 này thì nó sẽ đi lên 1.618. Chúng ta biết là từ 2 tuần trước là chúng ta biết là giá sẽ còn tăng nữa, tại vì chúng ta đang ở trong sóng 3. Đó, đi lên đây nó còn ăn được tầm 8.000 pip nữa. Cho nên là chúng ta vẫn yên tâm, chúng ta mua khi mà chúng ta ở 2 tuần trước. Còn tuy nhiên ở cái giai đoạn này thì có thể sóng 3 nó sẽ đi lên, có thể nó sẽ đi lên đây. Đó, 2.618 theo lý thuyết. Đó. Chúng ta cũng có thể là xem xét tình hình, mà nếu như mà giá tăng mà nó vượt khỏi những cái đỉnh cũ này thì nó sẽ đi lên tiếp. Còn cái trường hợp tại chúng ta sẽ bàn nhỏ của người gian ra, chúng ta coi là những cái dấu hiệu giảm giá là có xảy ra hay không. Nếu mà là có xảy ra thì thôi, chúng ta không có mua nữa, để chúng ta ăn nữa. Tuy nhiên chúng ta cũng không có bán, tại vì giờ mà chúng ta bán thì chúng ta sẽ ăn sóng hồi. Mà ăn sóng hồi thằng nào chứ, ăn sóng hồi thằng 3 thì nó chỉ có là tự sát thôi. Nó đơn giản như vậy đó. Ăn sóng hồi thằng 3 là chỉ có là chết thôi. Nó còn lên đến đây được thì ngon, chứ còn nó tới 1.618 là cao lắm rồi đó. Là rất là nguy hiểm. Thì chúng ta coi con nó hồi về thì chúng ta bắt con sóng 5 này, chúng ta sẽ ăn con sóng 5. Nó mọi thứ theo sóng Elliott nó đơn giản như vậy. Đừng bao giờ đi ngược hướng với thằng 3 là nhé anh chị. 3 là cái thằng mạnh nhất đó. Sao phân tích xong rồi không có nhìn đâu mà thấy kèo. Thực ra thì vẽ theo sóng Elliott thì anh chị thấy là nếu mà anh chị thích sóng Elliott thì có thể nghiên cứu chuyên sâu. Em thì em không có đi chuyên sâu sóng Elliott, em còn gà lắm á. Anh chị áp dụng những kiến thức căn bản của Elliott thôi. Còn nhìn đâu cũng thấy kèo thì thực sự thì anh chị không cần phải cao siêu, những kiến thức cao siêu quá lắm. Mà anh chị có thể dùng những kiến thức cơ bản thôi là chúng ta đã tìm được nhiều kèo lắm rồi. Ví dụ như New Zealand Dollar này, thì chúng ta cũng có thể là tìm được nhiều kèo lắm rồi, bằng những kiến thức cơ bản. Đây này, những ngày vừa qua là ví dụ như này, xét về xu hướng, xét về trend, cái thằng lớn của chúng ta là
biểu đồ nó hơi chậm mà. Cái thằng lớn của chúng ta nhìn về cái viễn cảnh to theo khung giờ tuần thì anh chị thấy là nó đang giảm như này. Thì bất cứ những cái thằng nào mà đi ngược với thằng giảm này, giảm từ trên đây giảm xuống này, cho mạng hơi chậm nên loát yếu á, chứ không thấy cái, không thấy cái những cái thằng nến như này, nến như đây đi xuống này, xuống đi xuống. Thì cái về một cái viễn cảnh to thì giá đang giảm như này. Đó. Vậy thì bất cứ những cái thằng nào mà nó đi ngược với cái thằng mũi tên giảm đó, đó thì chính là sóng hồi. Thì chúng ta chờ cho sóng hồi nó kết thúc thôi. Chờ cho sóng hồi kết thúc thì chúng ta sẽ mua, sẽ bán một cái rất là mạnh. Thì có thể ở đây là sóng hồi, anh chị thấy là đây là trend như này, đây này, trend như này đúng không? Đây, đây này, vậy thôi là thấy là giá sẽ giảm sắp mặt rồi đó. Thì chúng ta có thể vào mua, đâu cần phải giống Elliott gì cho mệt đâu. Còn nếu muốn Elliott thì đây là ABC đây, tại vì nó là sóng hồi, mà sóng hồi là ABC. Xong, thì có thể là bán ở đây và đặt stop loss ở trên cái đường này. Tỷ lệ thì vẫn là 1-2-1-3. Cho anh chị nào thì gọi là chơi dài hạn swing trade, như chúng ta đặt ở đây, stop loss đây, chắc là phía đó dưới ngay ngay là đáy này, này. Ngay từ đây là được, là ok nhất. Nó coi cái giá nó đi như thế nào. Đó, chúng là cuối cùng cái râu nến này nó cũng chạm được cái target của chúng ta. Anh ta cũng ăn được cái kèo này. Xong. Không cần Elliott gì cả, chỉ cho vui thôi. Đó. Rồi xóa đi. Rồi anh chị nào mà chơi ngắn hạn trong cái giai đoạn này, trong cái giai đoạn mà thấy mà nó phá vỡ trend rồi này, mà muốn chơi ngắn hạn thì có thể là bật cái khung giờ 5 phút lên và mình chờ giá nó hồi về xong rồi mình xem. Đây là ví dụ như bây giờ em kể ra một cái vòng tròn ở đây. Đây. Thì anh chị vào 5 phút. Ngay cái chỗ cái vòng tròn đó. Thì chúng ta biết là cái xu hướng nó giảm rồi. Nên chúng ta cứ vào cái vòng tròn đó mà chúng ta chờ sóng hồi đây là chúng ta xem. Cứ chờ sóng hồi đây là chúng ta múc. Rồi, vòng tròn nữa rồi. Mọi người lắc. Ok, được bỏ đi ha. Cái vòng tròn này thì nó cũng kiểu như thế này, này. Bên khung 5 phút này. Mặc dù bên khung giờ ngày á, thì giá nó sẽ giảm xuống, anh chị thấy toàn là cái nến đỏ không. Còn bên khung 5 phút thì nó sẽ giảm xuống và nó hồi lên. Thì những cái lúc mà nó hồi lên như thế này thì anh chị bán đó. Thì mọi thứ nó cũng vận hành theo trên. Xu hướng lớn là giảm này. Xu hướng lớn là giảm. Đấy. Xu hướng lớn là giảm. Thì xuống nhỏ, xuống thứ cấp này, xuống thứ cấp là nó hồi lên này, nó hồi lên, mình chờ cái hồi lên là kết thúc sóng hồi đấy, cái trend này nó phá vỡ này, đây này, trend nó phá vỡ thì chúng ta có bán ở đây này, một kèo nữa, đây này, trend phá vỡ này, chúng ta bán ở đây, đây này, bán ở đây, hai kèo nữa, kèo thì nhiều, rồi xuống đây là anh chị thấy này, một cái dốc đứng như này. À, đây là một đỉnh, đây là đỉnh này, chúng ta có một cái trend như này. Đó. Trend bị phá vỡ nè. Và đi lên thì ở cái chỗ này và giá đi lên và nó xác nhận lại thì anh chị cũng có thể là mua ở đây. Tuy nhiên là chúng ta đang ngược với cái xu hướng lớn như thế này. Đó. Nên là rất là nguy hiểm khi mà chúng ta mua ngược hướng như thế này. Tất cả những gì chúng ta cần làm đó là chờ cho nó hồi lên và chúng ta bán ra thôi. Bán ở đây này. Cứ chờ hồi lên rồi phá vỡ rồi bán đấy, rất đơn giản là ăn con sóng này. Thì ở đây xuống dưới là nó tạo thành cái mô hình nữa, là mô hình hai đáy lúc nãy này. Nếu như mà em bỏ ra, em loại bỏ hết tất cả những cái râu nến thì anh chị thấy đây là hai cái đáy này đúng không, em loại bỏ hết những cái râu nến đó, thì mô hình hai đáy nó sẽ đi như thế này, xuống này, lên này, xuống này. Thì cái đường cổ của chúng ta là đường neckline, đường nào đường neckline chính là cái đường này, đường trắng này. Và đây là con đường rất là cứng. Nếu như mà giá nó phá vỡ qua con đường này như thế này, mình chờ tí nhé, lại loát rồi. Giá nó đi như thế này đó. Thì đây là mô hình hai đáy, đây là đường cổ bị phá vỡ à, thì chúng ta lại vào được một kéo
đấy, càng ngày càng mua, càng ngày càng mua đấy, mua đây này, mua đây đó. Và stop loss thì chúng ta đặt đâu, à, thấp hơn 50% từ đây đến đây thôi được rồi. Còn chất profit thì gấp 2, gấp 3 lần nữa, 22 phần mấy, 728 3 3. Và nếu như mà anh chị có bị lỗ thì lần sau anh chị vẫn tiếp tục phân tích như vậy. Một lần lỗ không phải là thất bại, nhớ như vậy. Hãy nhớ Ronaldo với Messi nó sút penalty vẫn hụt thì mình lâu lâu mình lỗ một phát chả sao, nên là chả sao cả ha. Như đây trong trường hợp này mình đặt cái tỷ lệ là 1:3, tuy nhiên là giá nó chỉ có tăng tới là tỷ lệ 1:1 thôi, nó bắt đầu giảm. Quay về nó test cái này. Thì nếu như mà nó test cái này thành công rồi thì chúng ta lại mua tiếp. Cái kèo này xong rồi này, kèo này ăn được 1:1 rồi này. Bỏ này ha. Rồi chờ tiếp ha, chờ tiếp này. Đó, chúng ta thấy là đang spinning top này. Ui, cái thằng này phá qua rồi. À, phá qua rồi thì à, chúng ta chờ nó mua. Chúng ta chờ test xong mà nó test. Kiểu như nó test thành công thì nó đi lên tiếp, mà test thất bại thì nó đi xuống tiếp. Thì trong cái trường hợp này, trong cái trường hợp này thì anh chị có thể là anh chị bán ra để anh chị ăn tới cái đoạn này thôi, tức là sell ra để ăn tới đây thôi này, chứ còn là mình không có hy vọng là ăn nhiều quá, mà sell ra ngay tại đây mà ăn tới đó thì cái tỷ lệ lãi lỗ nó không có đẹp. Ví dụ như ở đây à, stop loss trên đúng không, chất profit ở đâu đó ở đây, tỷ lệ được 1:1 thôi, mà tỷ lệ 1:1 thôi thì nó không có đẹp lắm, thường là em phải tỷ lệ 1:2, 1:3 kia, chứ tỷ lệ nhỏ quá thì em không có vào kèo đó, để là nhỏ quá kèo nó không thơm, kèo không thơm. Và nói là nó kèo thì nhiều càng đây phân tích dầu mà. À, ví dụ như ai đó mà thích và nó phá vỡ qua cái trend này rồi và chúng ta là à, chúng ta bán là để chúng ta ăn con sóng này thì cho chúng ta có ăn được hay không nhé. Tới đây là nó quay lên lại nữa, mình vừa mới bán ra xong nó đi lên, nó test lại cái trend này, nó test lại cái đường ngang này, rồi sau đó là như này rồi, hết rồi hả, hết nén rồi hả, vậy là hiện tại nó đang ở đây hiện tại nó đang ở đây, không biết nó có test thành công hay không, test thành công đi lên, còn thất bại thì nó đi xuống. Đi dầu mà dầu là biểu đồ nào, cái này hay cái này, biểu đồ nào anh chị? Biểu đồ nào? Đấy không? Rồi. Không có.
Em không thấy nhỉ? Mặt gì à? Đây không? Sáng nay mạng kín nhỉ? Bỏ đi. Mất thời gian. Bài hôm nay thì rất là nhanh, rất là dễ thôi. Thì chúng ta sẽ học về một vài phương pháp chơi ngắn hạn và cái cách quản trị vốn. Thì mục tiêu của buổi học thì chúng ta sẽ chọn được những kèo trade tốt để trade ngắn hạn hoặc là dài hạn. Mọi người trong nhóm thì có thể share kèo với nhau nếu chúng ta tìm được kèo ngon. Hoặc là thêm nữa là chúng ta biết cái cách quản trị vốn và quản trị rủi ro. Phương pháp mà đánh sóng 5 phút này, tức là trade ngắn hạn đó, thì kiểu đánh du kích, anh chỉ đánh nhanh rút gọn thôi. Tại vì trong một cái chu kỳ dài hạn, ví dụ như không giờ ngày đi chẳng hạn, thì có thể là xu hướng nó đang tăng. Tuy nhiên là anh chị chuyển vào cái khung giờ 5 phút thì anh chị thấy là có những cái kèo nó bán rất là đẹp, nó sell rất là đẹp, tín hiệu rất là chuẩn luôn, để cho chúng ta bán rất là đẹp thì chúng ta bán luôn, nó là ăn 10 pip 20 pip. Tuy nhiên chúng ta thường quên rằng cái khung thời gian lớn là cái xu hướng đang tăng, cho nên là cái mà chúng ta bán ngắn hạn là sóng giảm thì chỉ là giảm tạm thời thôi, tuy nhiên là chúng ta vẫn ăn được, nó vẫn chơi được. Cho nên là để mà chơi thành công thì chúng ta đánh nhanh rút gọn, nó ăn được năm, ăn được cái tỷ lệ 1, 2, 3 là nó rút liền thôi, lại lỗ gì đó. Hoặc là ăn 50 pip là chúng ta rút, chứ đừng có gọi là ngâm liền đó chờ ăn mấy chục pip, không có đâu. Tại vì chúng ta đang nhớ là chúng ta đang trên ngắn hạn, ngắn hạn là đánh nhanh rút gọn, nhược điểm tốn thời gian, đòi hỏi kiên nhẫn, ngồi nhìn máy tính rất là tốn giờ, cái này là dùng thời gian đổi lấy tiền đấy. Chơi ngày chơi không có 2-3 tiếng, 2-3 tiếng là được, không cần ngồi nhiều. Anh chị chơi nhiều quá là tập trung cái tư duy nó không phải.
Thì cách lọc kèo cho đây 5 phút. Đầu tiên là điều kiện đến ngày. Đầu tiên là điều kiện về nến. Và thứ hai là điều kiện về sức bet. Anh chị chỉ cần tuân thủ những cái điều kiện này thôi là có kèo rồi. Điều kiện đến 4 giờ, 1 giờ. Ví dụ như này. Thì với cái điều kiện đến ngày á, thì nó rất là dễ thôi. Là cái xu hướng lớn của chúng ta đang là xu hướng giảm. Xu hướng lớn của chúng ta đang là xu hướng giảm thì chúng ta sẽ tìm một cái kèo gọi là kèo bán. Xu hướng lớn đang giảm như này. Thì anh chị thấy là nếu như mà chúng ta tìm kèo cho một cái kèo bán trên ngắn hạn thì chúng ta xét là hai cái nến. Cái nến ngày hôm qua và cái nến ngày hôm nay. Cái nến ngày hôm qua phải là cái nến đỏ. Và cái nến ngày hôm nay hiện tại giá nó đang là cái nến đỏ luôn. Và cái giá của nó thì sẽ thấp hơn là cái giá thấp nhất của ngày hôm qua. Ví dụ như giá hiện tại cái nến này nó tới đây thôi, nhưng mà nó đang là nến đỏ, thì đó là một cái kèo bán rất tốt. Chúng ta vào đó để chúng ta bật trên ngắn hạn. Thì khi mà đến ngày thỏa mãn điều kiện đó rồi, hai cái nến trong cùng 4 giờ là cái thứ nhất đó là nến đỏ luôn. Trường hợp tăng thì ngược lại nhé, cái xu hướng đầu tiên là xu hướng đang tăng đó, rất là dễ thôi ha. Và cái cây nến ngày hôm qua là cái nến xanh, và cái nến hiện tại có nghĩa là cái nến ngày hôm nay đó đang là cái nến xanh luôn. Thì chúng ta vào đó để chúng ta đây 5 phút cho cái kèo mua, và chúng ta vào đó chúng ta chuyển qua khung giờ 4 giờ thì chúng ta thấy là hiện tại 4 giờ của nó lúc nãy vẫn là xanh và bây giờ vẫn là xanh. Như vậy là ok, như vậy là cái kèo nến là xong rồi đó. Lúc đó anh chị sẽ chuyển qua cái khung giờ là 1 giờ để anh chị xác nhận. Thì lúc đó anh chị chuyển qua khung giờ 1 giờ, anh chị bật cái đường Bollinger Band lên thì anh chị sẽ thấy rằng giá nó đang bám đường band nó đi lên. Giá nó sẽ bám đường band nó đi lên. Chuẩn của nó là như vậy luôn. Ví dụ như trong cái trường hợp này, ví dụ như em vẽ hai cái nến này nhé. Em sợ mạng lắc thôi. Đây này, ví dụ như trong cái chỗ này á, chỗ này đi, hai cái nến này, cái nến này và cái nến này, đây là hai cái nến xanh đúng không? Thì nếu như mà em đi vô đây bằng cái khung giờ là 1 giờ thì cái xu hướng của nó là đang bám đường band đi lên. Ở trong cái vòng tròn này, này anh chị thấy trong khung 1 giờ là nếu mà nó bám đường band đi lên thì rất là chuẩn để cho chúng ta chơi, rất là tốt. Mạng lắc nữa rồi. Trong vòng tròn này đây. Vòng tròn đây. Mình bật công cụ BB lên đi. Giá nó bám đường band lên rất là chuẩn. Thì lúc đó chúng ta chỉ có đi vào là chúng ta mua thôi. Chúng ta cứ vào chúng ta mua là thành công. Biểu đồ này thì không đẹp lắm hả? Biểu đồ này không đẹp lắm tại vì cái xu hướng của chúng ta đang là xuống hồi. Anh chị thấy xu hướng hồi không? Chúng ta ăn trong cái xu hướng hồi này cũng rất là nguy hiểm. Thì ở đây là nếu mà giá nó đã bán được band đi lên thì rất là đẹp trong khung giờ 1 giờ. Bên đây đẹp này. Trong khung giờ 1 giờ mà cái hướng xuống là mà giá nó bán được band đi xuống thì rất là đẹp. Thì chúng ta chỉ cần vào đó bật 05 phút lên và chúng ta bán ra thôi là xong. Rất là dễ thôi. Ví dụ như ở cái nến hiện tại của khung ngày đi ha, là anh chị thấy có một cái nến đỏ đúng không? Anh chị thấy có một cái nến đỏ. Mà nếu như mà ngày mai anh chị muốn trên ngắn hạn
Ví dụ như hôm nay nó đóng cửa là cái nến đỏ, thì ngày mai anh chị muốn treo ngắn hạn, anh chị xem là cái nến ngày ngày mai á, hiện tại nó vẫn là cái nến đỏ à, thì anh chị là qua cái khung giờ 4 giờ anh chị thấy là cái cây nến 4 giờ lúc trước nó đỏ và 4 giờ hiện tại á, nó cũng là nến đỏ luôn. Thì lúc đó là chúng ta là vào cái khung 1 giờ chúng ta thấy là nếu mà giá bán đường ban đi xuống như thế này thì rất là tốt để chúng ta trade ngắn hạn cái kèo sell. Cứ vô đây là bán thôi. Họ suy nghĩ như thế. Nó đơn giản như thế đó. Ở bên đây là điều kiện là nến nến là 4 giờ này, 1 giờ là xong rồi, 1 giờ là thường là bán ban, điều kiện như vậy. Sau đó là chúng ta sẽ chọn con kèo là 15 phút và 5 phút. Thì cái bên mà cái khung là 15 phút và 5 phút thì sẽ có cái điều kiện ban của nó cho cái khung 5 phút và 15 phút. Tốt nhất là 5 phút đi. Đó là hai cái đường ban nó sẽ mở ra về hai phía là được. Còn tỷ lệ phần trăm của hai đường ban anh chị đo cái đường ban 5 phút bên bên thị trường Bitcoin đó, thì đo cái đường ban 5 phút đó, thì nó sẽ rơi về đâu đó là tầm là 3% cho tới 5% trở lên, tốt nhất là trên 5% để chúng ta thấy là cái sự dao động mạnh của giá, thấy là cái sự dao động mạnh của giá. Ví dụ khung ngày này cái xu hướng dầu này thì nó cũng dễ thôi. Đây là xu hướng nó đang như thế này nè, anh chị thấy không, và giá nó đi lên, nó chạm đường xu hướng này, bắt đầu nó quay đầu này. Và nếu như mà ngày mai mà lại có thêm một cây nến đỏ nữa ở đây thì lúc đó là anh chị vào cái đây là anh chị bán đó thôi, khỏi cần phải suy nghĩ cái gì hết đó. Cứ vào đây mà bán đó, và chúng ta trade ngắn hạn là ăn 5 phút, chúng ta chọn cái kèo bán là xong đó. Thì ở đây là cái xu hướng chính của nó đang là xu hướng giảm, anh chị thấy nó giảm từ trên này giảm xuống không? Từ trên này giảm xuống. Cho nên là những cái thằng mà đi ngược lại xu hướng là thằng hồi, thằng này là sóng hồi này đó. Mà mình chờ sóng hồi kết thúc là mình bán, nhưng thằng này sóng hồi này đó. Thằng này cũng sóng hồi nữa, cái thằng sóng hồi này mình chờ nó kết thúc xong mình bán đó. Thường là mình dùng những cái khung giờ 4 giờ để mình xác nhận cho cái xu hướng này kết thúc đó. Ngày mai mà có thêm cái nến đỏ nữa thì anh chị vào anh chị có cái kèo trên ngắn hạn bán rất là đẹp. Mình xong kèo đến đây đó mà. Rồi thì Bollinger Band khi mà anh chị chuyển qua anh chị bật cái khung giờ Bollinger Band lên, bật Bollinger Band lên thì anh chị thấy là giá sẽ dao động đường bên trên và đường bên dưới, nó cứ đi từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới vậy đó. Thì trong trường hợp này em sẽ chuyển qua khung giờ 5 phút. Anh chị biết cái mạng của em một tháng em trả bao nhiêu tiền không? Mà nói em up đây, một tháng em trả gần 1 triệu tiền điện, tiền mạng ấy nhá. Em lên xài gói là cao nhất rồi đó. Mà hôm nay nó bị gì ấy? Thì khi mà chúng ta chuyển qua khung 5 phút thì anh chị sẽ thấy là cái điều kiện của chúng ta là đường band như thế này, nó mở ra về hai phía, đường band nó mở về hai phía đó, và nó dao động là từ trên xuống dưới như vậy. Thì chúng ta cứ là bán nó ở đường bên trên và chốt ở đường bên dưới như vậy thôi, nó rất đơn giản thôi. Khi mà nó đi lên đường bên trên thì mình bán đó. À, đường ven mở ở hai phía này, khi nó giá lên đường bên trên này, thậm chí ở đây nó lên tới đường trục và nó bắt đầu quay đầu thì chúng ta vẫn có thể bán được, tại vì đường trục cũng là một trong những cái đường gọi là cản mạch đấy, nó có thể bán ở đây, đặt stop loss ở trên này. Và chúng ta ăn cái kèo này thì kèo này có tỷ lệ bao nhiêu?
này cũng được 1-2, trò này cũng được 1-2. Và bây giờ sóng nó hồi lên trên này, trên phía đường ven trên này, nó lại giảm xuống thì mình lúc đó mình lại bán nó đi, mình ăn cái kèo này. Đúng rồi, khung giờ lớn thì xác nhìn độ chính xác của khung giờ nhỏ. Ví dụ trong khung giờ lớn là mình thấy nó đang giảm thì mình qua khung giờ nhỏ thì mình sẽ ưu tiên mình bán hơn là mình mua. Ví dụ như kèo này là đang giảm, giảm và lúc đó anh chị đo cái biên độ của nó từ bên trên xuống bên dưới, từ bên trên xuống bên dưới này. À, em thì không chơi dầu nên em không biết là cái khúc này như thế nào. Tuy nhiên là bên thị trường Bitcoin nó thì cái phần trăm này, từ đây xuống dưới cái phần trăm của nó là từ 3% cho tới 5% trở lên thì rất là đẹp. Còn mà bên thị trường Forex thì bèo bèo cũng phải được 10 pip ha. Từ trên xuống dưới phải được 10 pip. Tại vì giá trong cái khung giờ 5 phút này nó sẽ đi từ bên trên đến bên dưới. Nó cứ liên tục dao động từ bên trên đến bên dưới như vậy. Như bên đây là giá thì từ bên trên đến bên dưới này, chúng ta đo thử coi này, nó thấy là 40 pip nữa, thấy không, 40 pip. Thì trong cái trường hợp này anh chị thấy là thấy là cái xu hướng của chúng ta nhìn như thế này, chúng ta thấy là cái xu hướng nó đang giảm, thấy không, xu hướng đang giảm đây, cái mũi tên nó đang đi xuống, xu hướng đang giảm xuống như thế này. Đó. Thì nó giảm mạnh như thế thì nó sẽ có sóng hồi thôi, cứ yên tâm mà chờ. Mà sóng hồi thì theo sóng Elliott thì nó sẽ là sóng ABC. Mà mình thấy cái mô hình ABC hình thành xong rồi là mình biết là sóng hồi xong rồi. Và mình lúc đó mình chờ cái trend của nó bị phá vỡ, ví dụ như đây là cái trend bị phá vỡ như này. Đó. Và ở đây có cái đường trục của Bollinger Band này. Cũng đục bùi dưới ven rồi, em cho nó đậm đậm lên đi. Đó, đường trục bùi dưới ven này, nó bị phá vỡ rồi như thế này. Đó. Thì khi đó thì, khi mà giá nó giảm qua cây nến thứ ba này, đó, nó đã phá vỡ luôn cái trang và xác nhận là cái sự phá vỡ đường trục này, thì chúng ta có thể là bán ra ngay cây nến tiếp theo. Khi mà giá đóng cửa xong chúng ta bán luôn. Ở đây cũng là một kèo bán ra cái nến tiếp theo này, rồi đóng khi stop loss thì chúng ta đặt trên đường trục thôi là được, còn chất profit thì chúng ta là tỷ lệ là 1-2-1-3 gì đó, 1-3 là cỡ này, 1-3 là cái đường đỏ này, 1-2 là đấy, thì chúng ta coi có nó về tới đâu. Còn 1-1 thì đó. Chúng ta biết thì chúng ta dịch stop loss cho thì hợp lý đó. Ví dụ như giờ hiện tại là giá nó đã trả 1-1 rồi này, đó. Đó. Hồi nãy nó chạm tới 1-2 rồi này, ha, chạm tới 1-2 rồi. Bây giờ là hồi lên được. Đây là hồi lên. Hiện tại giá hiện tại. Đó, kèo thì rất là nhiều thôi. Mà ăn được 1-1. Stop loss là 12 pip. Ví dụ như ở đây mình nếu mà tăng lên thì mình mất thôi. Ví dụ như tài khoản là 100 triệu đi. Tài khoản 100 triệu, 3% là 3 triệu, 3% 3 triệu, mình mất thì mình mất 3 triệu, còn mình lãi thì mình lãi là có thể là 3 triệu, hoặc 6 triệu, hoặc 9 triệu. Vì trong cái trường hợp hồi nãy thì mình vào kèo cái lúc là
lúc là 21 giờ 10 phút này. Đó. À, trong vòng họ là 35 phút chơi ngắn hạn mà là mình đã lãi được là 6 triệu rồi, đúng không? Tài khoản mình 100 triệu giờ tăng lên là 106. Mình xong. Còn bây giờ cái xu hướng lớn đang giảm, cho nên là cái việc hồi này thì mình không có mua. Chờ tiếp. Hồi lên này, hồi lên những cái đường vùng bên trên này. Nhất là xu hướng. Rồi xong rồi mình sẽ lại tiếp tục mình bán. Cho cái sóng hồi nó kết thúc mình bán. Được chia chia lại làm hai cũng được, tuy nhiên là mất thời gian đó. Thôi một một thôi à, ví dụ như đặt cái kèo của mình đặt đâu đó là tầm 2% tài khoản đó. Mình làm một kèo được rồi, khỏi khỏi cần chia tỷ lệ, chia đôi thì nó an toàn hơn, chia đôi an toàn hơn, kiểu như là mình chốt một nửa tiền trước, kiểu một một mình chốt một nửa tiền trước cũng được. Tuy nhiên là khi mà em dạy lên trên em nói trên YouTube ấy, thì em nói mọi người chia làm đôi, chia làm đôi để cho nó tăng cái sự an toàn lên cho những người mới họ mua bán họ an toàn hơn. Tuy nhiên vì bản thân em thì em không có chia đôi làm gì. Thì khi mà thấy giá như thế này này, khi mà thấy giá nó như thế này rồi thì cùng lắm là mình dời stop loss thì hòa vốn, dời stop loss thì hòa vốn đấy. Cũng lắm mình hề vốn thôi, mình chả mất cái gì cả. Thậm chí mình thấy cái xu hướng mạnh rồi á, mình giờ về hòa vốn xong mình để nó luôn, mình khỏi là mình khỏi check profit luôn, mình để cho giá nó tự chạy với đó. Hoặc là mình check profit ở cái tỷ lệ đâu đó là 1:10 á, như này 1:10 như này thì bao nhiêu pip, 120 pip là mình đạt tỷ lệ 1:10, mình đâu có mất cái gì nữa đâu, cùng lắm mình hòa vốn đó. Còn không mà nếu mà giá nó giảm thì cứ cho nó giảm, cứ cho nó giảm, cứ cho nó giảm, càng giảm mình càng có tiền. Khi mình đạt 1:10 mình lấy xong, nếu mà mình thấy xu hướng mạnh mình cứ để, còn cùng lắm là mình hòa vốn có sợ, thị trường nó đầy kèo đó mà, bao nhiêu cặp tiền nó cứ tăng là mình mua, cứ giảm mình bán, rất là dễ. Điều kiện nến à? Điều kiện nến thì đầu tiên là anh chị chú ý là cái xu hướng của mình, ví dụ như em lấy đây là khung nến ngày luôn nhé, điều kiện nến ngày rồi nến 4 giờ là giống nhau à. Cho nên là đầu tiên anh chị xem coi là cái xu hướng của mình là xu hướng giảm, mình sẽ chọn một cái kèo bán cho trên ngắn hạn, xu hướng là xu hướng giảm à, thì anh chị là coi cái cây nến của ngày hôm qua, ví dụ như cây nến ngày hôm qua đó là cây nến đỏ như này, thì cái cây nến ngày hôm nay phải là một cây nến đỏ, cây nến hiện ngày hôm qua là cây nến này, đây là cây nến ngày hôm qua. Được chưa? Một cái cây nến hiện tại này phải là một cây nến đỏ, giá của nó cứ lấp lửng như thế tại vì hiện tại mà, nhưng mà nó phải là cây nến đỏ. Hôm qua cũng đỏ thì anh chị đi vào đây, anh chị bật qua khung 4 giờ anh chị xem, thì 4 giờ thì cái phiên lúc trước, cái phiên 4 giờ lúc trước nó cũng là một cây nến đỏ, và cái phiên 4 giờ lúc này vẫn là một cây nến đỏ. Vậy là xong, vậy là điều kiện đến ngày và đến 4 giờ là xong. Lúc đó chúng ta bật qua khung giờ là 1 giờ. Chúng ta xem coi giá có đang bám đường ben đi xuống hay không. Tại vì đây là kèo bán. Nếu mà nó bám đường ben đi xuống thì rất là chuẩn luôn. À, lúc đó anh chị cứ qua cái khung 5 phút thôi. Rồi cứ qua khung 5 phút bán như này em nói. Cứ chờ là sóng hồi lên không bán. Auto ăn luôn. Nói chung là ăn chắc luôn đó. Lâu lâu vẫn thua như thường. Tuy nhiên là khả năng ăn của mình nó nhiều hơn. Đúng rồi, đợi sóng hồi kết thúc.
hoặc là anh chỉ bật cái khung, bật cái khung ninja band của khung 5 phút lên đó. Giá nó chạm cái đường band trên đó và nó quay đầu đảo chiều và nó phá cái trend này rồi là anh múc lên. Khung 5 phút thì nó giá nó cứ dao động liên tục trên đường band trên với bên dưới, giá nó dao động bên trên bên dưới liên tục. Và nếu mà để cẩn thận hơn thì chúng ta đo cái tỷ lệ số pip giữa đường bên trên và bên dưới có bao nhiêu pip. Nó trên 10 pip là được, dùng thằng này là bằng 20 pip này là được. Rồi, trên ngắn hạn là như vậy thôi, nó rất là dễ thôi. Đây, quả này chắc 1:10 quá. Quả này chắc tỷ lệ 1:10 luôn. Tại vì cái xu hướng là cái xu hướng nó đang tăng. Xu hướng đang tăng như thế này. Anh chị cứ thấy là giá nó ngồi về cái đường trend này, cái nó đi lên. Ngồi đường trend đi lên. Mà thì lúc đó con sóng ngồi chính là con sóng đỏ này. Chúng ta chờ con sóng đỏ này kết thúc xong rồi. À, chúng ta mua vào đây. Đó, chúng ta đặt stop loss ở dưới. Cứ chờ con sóng đỏ này kết thúc rồi mua vào. Đặt stop loss ở dưới. Bạn này mà ai muốn mua mua đó tại đây. Tỷ lệ chắc là 1:10. Đây. Stop loss dưới hai cái đầu nến này. Này 1:10 thì được thì được, mất thì mất 3 triệu, được thì được 30 triệu. Ai vốn lớn mất 100 triệu được được tỷ luôn ha. Nói chung là chơi lớn lắm, mất 100 triệu này có những nhà đầu tư ngoại hối họ rất là giàu, 100-200 triệu đối với họ là không là cái gì đấy. Cho nên là nhưng mà những cái chỗ này thì dời stop loss thì hòa vốn là xong. Còn lại tại vì chúng ta thấy là cái lực mua rất là mạnh thì chúng ta cứ để giờ stop loss thì hòa vốn là xong, cùng lắm mình hòa vốn thôi, phải chấp nhận hòa thì mình mới ăn được nhiều. Còn cái thằng này cứ để cho nó chạy tại vì cái lực mua rất là mạnh, mình biết ra như vậy để cái ngắn hạn thì anh chị dùng đến 5 phút, đến 5 phút. Bởi vì chúng ta đang chơi ngắn hạn cho nên là cái tỷ lệ đặt stop loss của chúng ta nó vẫn ít mà. Đây. Ví dụ như chúng ta mua ở đây đúng không? Phá trend mua này. Thì stop loss của chúng ta lúc đó là tầm là 10 pip. 9-10 pip này. Dưới cái đường này là được. Stop loss 9-10 pip tại vì chúng ta đang chơi ngắn hạn mà. Chứ đâu phải chơi lớn đâu mà đâu phải chơi cho khung giờ lớn đâu mà stop loss mấy chục pip. Có khi stop loss 5 pip thôi. Tại vì chúng ta đang chơi ngắn hạn thì ok không? Thì cái phương pháp chơi ngắn hạn này thì em nói cho những anh chị nào mà thích chơi ngắn hạn thôi, hoặc là mình có nhiều thời gian, tại vì nhược điểm của nó là tốt thời gian ngồi cắt. Còn anh chị nào mà không có thời gian chơi ngắn hạn thì đầu tư dài hạn, thì cái phương pháp này nó cũng như vậy.
Rồi cái này lên chị ok rồi đúng không? Ok chưa? Cái phần đó là ok chưa? Hiểu chưa? Rồi. Thì anh chị chơi Bitcoin là cũng tương tự thế nhé. Anh chị nào mà đang chơi Bitcoin thì cũng tương tự thôi. Chưa hiểu lắm, anh chưa hiểu chỗ nào. Anh chưa hiểu chỗ nào. Đoạn đến ngày này giờ em nói là 2-3 lần nữa. Nãy giờ anh có đi đâu không? Em nói là 3 lần đấy, không lẽ em nói 3 lần lại lắc hết cả 3 lần luôn hả? Rồi cái phần mà chọn kèo theo lý thuyết Dow này thì anh chị nhớ là dùng lý thuyết tương quan đấy, mình chọn kèo để mình chơi cho nó tốt. Thì bên cái lý thuyết Dow này anh chị chọn kèo thì anh chị để mà chọn kèo ra dài hạn thôi, chọn kèo ra dài hạn với chơi ngắn hạn chả cần lý thuyết Dow gì cả, chơi ngắn hạn chả cần phải lý thuyết Dow để so sánh giữa các cặp tiền này nọ như vừa em nói đâu. Mà bên chọn kèo ngắn hạn thì chỉ là sự lý thuyết xu hướng và lý thuyết khung thời gian, ví dụ như khung thời gian ngày là nó đang giảm, khung thời gian 4 giờ nó đang giảm thì thế nào khung giờ 55 phút nó cũng giảm đó. Thì lý thuyết về tương quan thì khung thời gian đó, nó như vậy. Lý thuyết 3 giai đoạn này thì cái giai đoạn tích lũy và giai đoạn quá ngưỡng thì nó là rơi về cái vùng gọi là cái vùng sideways, cho nên thường là nếu mà chúng ta sợ thì chúng ta đừng có trade đâu, hạn chế trade khi sideways. Rồi giá nó cứ giật lên giật xuống nó dính stop loss hết, nên chúng ta chỉ chọn cái giai đoạn có xu hướng mà chúng ta trade thôi. À, xong cái trận kèo rồi, cái cách quản trị vốn đó. Cái cách quản trị vốn thì cái việc mà hold mình phân bổ nguồn vốn đó, tức là phân bổ là kiểu như là hold bao nhiêu tiền, chơi bao nhiêu tiền đó. Và cách chia vốn như thế nào thì cái này ngày mai em nói đó. Tại vì cái này rất là dài, em nói chắc cũng phải mất là 15 phút nửa tiếng. Rồi bây giờ em sẽ nói cho anh chị là cái tỷ lệ lãi lỗ này. À, cái tỷ lệ lãi lỗ mà mình vào lệnh như thế nào và mình thoát trade như thế nào, và cái cách stop loss, check profit như thế nào, và cái cách mình dịch chuyển như thế nào cho nó hợp lý. Nói nguyên cái đoạn này thôi này, nguyên cái đoạn này thôi là em đã mất rất là nhiều tiền bạc, công sức, thời gian. Nếu mà tính về tiền thì chắc là phải là rất là nhiều, mà em sẽ đúc kết là hết rồi. Anh chị chỉ có là làm theo như vậy thôi là được, không cần phải nghiên cứu lại. Thế 10 buổi này quan trọng lắm, 10 buổi này mà anh chị mà tìm hết ở cái Việt Nam thì em cam cam đoan luôn là không có đâu, không có khóa học nào mình như thế này ở Việt Nam nữa. Còn nếu mà đánh giá về số tiền thì khỏi phải nói, không phải là 7 triệu như anh chị ấy đâu. Nên là em mong anh chị là vận dụng tốt những kiến thức này, đừng có xem thường nó, để chúng ta kiếm tiền cho ổn định. Và em nói lại nhé, những cái này anh chị có thể là chia sẻ cho người thân, cho bạn bè của mình, cho bạn bè thân hoặc là người thân gia đình. Tuy nhiên anh chị đừng có up lên mạng nhé, trên mạng có rất là nhiều thành phần, em share lên mạng rồi em còn bị chửi nữa, cho nên là em thường là em không share, mà ai biết thì biết, không biết thôi.
Rồi, ở đây đầu tiên là em nói về cái tỷ lệ lãi lỗ này. Cái tỷ lệ này rất là quan trọng mà chúng ta phải nắm được cái này. Tỷ lệ lãi lỗ là gì? Rich reward. Em lấy một cái ví dụ, có hai thông số mà một trader cần lưu ý. Đó là tỷ lệ thắng cho một lệnh. Một lệnh nó bị lỗ là tính là thua, một lệnh nó có lãi là thắng, là xong. Ví dụ như mình vào 10 lệnh mà mình thắng 5, thua 5 tức là 50-50. Và cái tỷ lệ thứ hai là tỷ lệ lãi lỗ cho một lệnh. Ví dụ nha, chúng ta có là nhà đầu tư X và nhà đầu tư Y. Nhà đầu tư X và nhà đầu tư Y. Đó. Vì anh X đó, có cái tỷ lệ win cho một lệnh là 70%, tức là 10 lệnh là anh sẽ thắng hết 7 lệnh được, thua 3 lệnh. Nhưng mà mỗi lệnh thắng thì sẽ lãi $1, mà thua cũng thua $1. Vậy thì khi mà 10 lệnh đó, thì anh sẽ lãi là 7 lệnh nhân $1 trừ cho 3 lệnh thua nhân cho $1 là cuối cùng anh lãi $4. Tỷ lệ lãi lỗ là 1:1. Còn anh Y có tỷ lệ win là 40% thôi, tức là đánh 10 lệnh là anh thua hết 6 rồi, anh chỉ có thắng 4 thôi. Nhưng mà mỗi lệnh thắng thì anh sẽ được là $3, mà thua thì anh sẽ thua $1. Tỷ lệ lãi lỗ của anh sẽ là 3:1. Vì chi đây, 10 lệnh lãi thì anh sẽ có là 4 lệnh thắng là nhân cho 3 đô thắng, trừ cho 6 lệnh thua nhân cho 1 đô thua. Vậy cuối cùng anh vẫn lãi là được $6. Nên ta nhìn thấy là Y có tỷ lệ win thấp hơn đó, nhưng vẫn lãi nhiều hơn. Thì lúc đó là chúng ta nên xét là cái tỷ lệ lãi là lỗ là 3:1 hoặc ít nhất là 2:1. Và kiên nhẫn đợi nó hit TP nhé anh chị. Kiên nhẫn đợi nó hit TP cho nó đạt tới 1:1 thì chốt lời 3 rồi. Thì sao mà nó tăng lên tới 2:1, 3:1 được. Nói chung là cái tỷ lệ win đó, cái chất profit đó, cái TP này thì chúng ta có thể dịch chuyển, chúng ta dời ra, nhưng mà cái stop loss thì tuyệt đối không dời, không dời dù chỉ một pip cũng không dời. Cái tỷ lệ lãi lỗ này anh chị nắm được chưa? Giả sử như mà anh chị thua liên tục 3 lệnh, anh chị thua liên tục 3 lệnh mà anh chị chỉ cần thắng lại 1 lệnh thôi là nó đã hòa 4 điểm. Hòa 4 điểm. Còn mà chúng ta lại chờ để chúng ta đánh tiếp. Cho nên những nhà đầu tư thành công, nhà đầu tư thành công ít khi mà thua đó. Có thể họ thua đó, nhưng mà về lâu về dài là họ thắng. Tại vì cái tỷ lệ của họ như này, họ chỉ cần thắng được một lệnh ngon thôi. Họ chỉ cần thắng được một lệnh ngon thì có khi là tỷ lệ 5:1. Có khi tỷ lệ 5:1. Rồi họ đã có tiền là họ chơi tiếp rồi. Đúng rồi, 3:1 là em thấy là dễ dính đó, dễ dính đó. 3:1 là ok nhất. Đừng có ham hơn. 5:1 hoặc là 5:1 cũng được. 10:1 hoặc là 20:1. Mấy cái đó thì lâu lâu mới có à. Và nó không ổn định đó. Lâu lâu mới có nhưng không ổn định. Như giống cái kèo nãy, kèo nãy là 10:1. Lâu lâu mới có nhưng mà không ổn định thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ 3:1 là rất là dễ có. Cho nên là chúng ta cứ đặt 3:1 đi cho chắc. Em thấy cái xác suất nó ra 3:1 nó nhiều. Rồi cái phần này là tỷ lệ lãi lỗ là anh chị nắm được rồi đúng không? Rồi qua cái phần này nữa ha. Đó. Vào lệ mà thoát lệ. Và cái cách mà đặt stop loss như thế nào. Cái phần này cho em đọc cho anh chị biết. Đây này, anh chị thấy là hồi nãy là con sóng nó hồi hồi lên này đúng không? Con sóng hồi lên à, nhưng mà mình tuyệt đối là không ăn sóng hồi. Anh chị thấy nó vừa hồi lên sơ sơ nó bắt đầu bị giảm liền. Cho nên là con ăn hồi rất là nguy hiểm. Không hồi nguy hiểm. Không ăn sóng hồi. Rồi. Ví dụ như giờ là chúng ta có một cái kèo gọi là kèo mua đi ha. Kèo mua. Như thế này. Thì
stop loss của chúng ta là em để là con đường màu đỏ này. Đó. Điểm bảo lệ là em để con đường màu trắng này. Đó. Và tỷ lệ 1:1 của em á, là em sẽ để là màu hồng. Như này. Còn tỷ lệ mà 1:2 thì em sẽ để 1:2. Để 1:3. Màu vàng. Thì khi mà giá bắt đầu là anh chị mua vào á, cái phần này chắc em đọc cho anh chị biết nha. Tại vì em đã đúc kết rất là nhiều, anh chị cứ tuân thủ như này, cứ theo như vậy là từ từ anh chị thấy tiền trong tài khoản thì nó tăng lên từ từ. Khỏi cần phải suy nghĩ gì đó. Tiền trong tài khoản thì nó tăng lên từ từ thôi. À, một. À, stop loss, thì sẽ luôn luôn đặt sau những vùng hỗ trợ kháng cự. Ví dụ như đây là một vùng hỗ trợ kháng cự. Stop loss là luôn đặt sau những vùng hỗ trợ kháng cự. Và nếu mà giá mình vừa mới mua xong, nếu mà giá đi thẳng tới stop loss, mình mua xong cái nó đi thẳng tới stop loss luôn, thì tuyệt đối không nới rộng stop loss. Này quan trọng lắm anh chị. Stop loss đặt sau những vùng hỗ trợ kháng cự. Nếu giá đi thẳng tới stop loss thì tuyệt đối không nới rộng stop loss. Anh chị biết vì sao không nói rộng stop loss không? Tại vì những cái vùng hỗ trợ kháng cự này nó rất là cứng, giá khó có thể vượt qua khỏi thằng này. Nhưng mà nó đã vượt qua rồi thì nó sẽ đi xuống rất là mạnh, hoặc đi lên rất là mạnh. Cho nên là giờ stop loss là một trong những cái là gọi là ngu si nhất của một trader đó. Sai lầm nhất á. Không giờ dù chỉ một pip nha. Rồi. Xong. Rồi tiếp ha. Đó là số 1 ha. Số 1 em đọc lại nè. Stop loss luôn luôn đặt sau những vùng hỗ trợ kháng cự. Và nếu giá đi thẳng tới stop loss thì tuyệt đối không nới rộng stop loss ra. Rồi. Tiếp ha. Nếu tiếp theo là em sẽ có cái đường gọi là cái đường giá là đường này. Giá đây. Rồi nếu giá không về, nó không về stop loss, nó đi theo đúng ý mình thì mình sẽ xử lý như nào? Nếu giá đạt tỷ lệ 1:1, ví dụ giá đạt tỷ lệ đây, thì có hai trường hợp xảy ra. Nếu giá đạt tỷ lệ 1:1 mà lực mua vẫn còn tăng mạnh, thì không dời stop loss về hòa vốn nha anh chị. Không dời stop loss về hòa vốn nhé. Đây là stop loss này. Nếu mà giá nó đạt tỷ lệ 1:1 rồi nè, anh chị thấy nó đạt tỷ lệ 1:1 rồi nè, và không có dấu hiệu đảo chiều gì cả, thì stop loss mình để đây đúng không? Hòa vốn ở đây đúng không? Thì không dời stop loss về hòa vốn. Stop loss vẫn để như cũ ha. Tại vì nó phải để sau cái thằng này thì mới an toàn. Tại vì em đã chứng kiến rất là nhiều trường hợp em sợ mất tiền, em dời em giá lên đây đúng không? Mà nó chưa có dấu hiệu đảo chiều gì cả, mô hình nến các kiểu vẫn đẹp, tín hiệu vẫn đẹp. Thế em về hòa vốn thì sao? Thì bỗng nhiên có những cái râu nến nó giật xuống phát, nó chạm stop loss của mình, đá mình văng nó khỏi cuộc chơi, rồi sau nó lại tăng lên và nó tăng lên rất là mạnh. Nên stop loss phải để sau những cái lá chắn hỗ trợ kháng cự này thì nó mới an toàn được. Nhớ nhé. Nếu mà giá đạt tỷ lệ 1:1 thì không dời stop loss hòa vốn. Rồi, đó là ý số 2 ha. Ý số 2 còn tiếp này. Ý số 2 còn tiếp này.
nếu giá đạt tỷ lệ 1:1 mà có dấu hiệu đảo chiều, có dấu hiệu đảo chiều bằng nến pin 3, ví dụ như là mới là tỷ lệ 1:1 thôi mà anh chị thấy có một cái pin 3 rất là dài nằm đây, thì sao anh chị? Thì ngay lập tức dời stop loss về hạ vốn đó. Nghệ thuật là do đó, nghệ thuật là do đó. Cái trường hợp này khác trường hợp nãy nha, trường hợp nãy là không có dấu hiệu đảo chiều gì cả thì không có dời stop loss về hạ vốn làm gì, nhưng mà có dấu hiệu đảo chiều ví dụ như pin 3 chẳng hạn, là cái thằng nó đảo mạnh đó, có thể nó về đây và nó đi xuống dưới đây luôn, có thể đi xuống dưới đây. Nên tốt nhất là mình dời hòa vốn đi cho chắc anh, tại vì nó là cảnh báo như thế rồi, nó là cảnh báo là nó sẽ quay đầu rồi thì thôi, cùng lắm mình hòa vốn mình chơi kèo khác ha. Mình phải tôn trọng thị trường á, mình phải tôn trọng thị trường đã cảnh báo mình rồi, pin 3 là cái thằng cảnh báo rất là mạnh đó. Thì ngay lập tức dời hòa vốn, cùng lắm mình hòa vốn thôi, mình không có mất cái gì cả, đúng không? Rồi đó là số 2 nhé, số 2 nhé anh chị. Rồi anh chị ghi số 3 này, khi mà giá đạt tỷ lệ 21 đó. Thì sao? Thì một á, cho những anh chị nào mà yếu này, kiểu như mà mình không thể chờ được nữa, một là chốt luôn. Khi mà giá đạt tỷ lệ 21 đó, một là chốt luôn, đóng bằng tay luôn à, đóng luôn, đóng lệ luôn, tại vì mình ăn 21 mình còn nói gì nữa, đúng không? Ví dụ như mình lỗ thì mình lỗ là 5 triệu, mình lãi 10 triệu rồi, lãi 10 triệu rồi còn đòi cái gì nữa. Nên là một là chốt luôn đó, cho anh chị nào mà không thể chờ nổi nữa, mất kinh nhẫn quá rồi. Còn hai á, hai là nâng stop loss về hòa vốn, chỉ cần nâng về hòa vốn nãy còn đây này, nâng về hòa vốn. Còn thứ ba, nếu như mà ngay tại đây mà anh chị thấy có nến pin 3 này nọ, trường hợp đảo chiều thì là nến pin 3 thôi, thường là em thấy như vậy, và mô hình nến nhấn chìm, những cái mà em chia sẻ trên kênh YouTube đó, những cái đó là những cái căn bản nhưng là những cái quan trọng nhất đó. Đừng có tìm đâu xa. Nến pin 3 là một, những nến búa này nọ đó, sao băng này nọ, nhấn chìm, nến mây đen che phủ, những cái đó là những cái căn bản nhất nhưng là hiệu quả nhất đó. Đừng có tìm đâu xa ha, master những cái đó đi. Em thấy thường người ta hay đi tìm những cái gì mà xa xôi mơ hồ, trong khi những cái trước mắt đó, những cái mà quan trọng ở trước mắt thì mình chưa có nắm bắt được, chưa master những cái hiện tại thì anh chị từ từ rồi đi những cái khác. Chừng nào mà những cái công thức, những cái phương pháp hiện tại mình bá đạo rồi, mình cảm thấy nhàm chán và mình đi tìm những cái mới thì ok, chứ còn cái hiện tại chưa master thì thôi, cố gắng master nó đi nha, cố gắng làm chủ nó đi, bá đạo nó. Khi mà giá đạt 21 thì một là chốt luôn, là sáng suốt lắm rồi. Còn hai á, là mình làm, mà tuy nhiên em thì em không chốt luôn, em chỉ nói là dành những anh chị nào mà yếu yếu thôi, kiểu mình chờ không được. Còn hai là chúng ta sẽ dời stop loss về tỷ lệ là hòa vốn hoặc là tỷ lệ 1:1 đây đó. Rồi tiếp nhanh chị, khi mà giá đạt tỷ lệ 3:1 đây, đạt tỷ lệ 3:1 thì nếu như mà nó gần đạt tới 3:1 mà anh chị thấy cái lực mua còn rất là mạnh đó, cái đường giá nó tăng vẫn còn rất là mạnh, anh chị nói là cái kèo này chắc chắn là nó lên tới 3:1 rồi, khỏi chạy đi đâu, thì lúc đó mà nó lên tới 3:1 thì một là anh chị chốt luôn nhé, ăn 3:1 thì còn đó gì nữa. Ví dụ như mất là mất 5 triệu, lãi 15 triệu, 15 triệu là bằng tháng lương của mấy anh công nhân nữa à, cho nên mình là nhà đầu tư thì mình nhiều tiền hơn thì mình biết rồi, tuy nhiên là mình phải biết đủ ha. Rồi thì 3:1 là sáng suốt nhất á, một là chốt luôn, hai là mình nâng stop loss về tỷ lệ 2:1 à. Nâng tỷ lệ stop loss về 2:1 là xong. Còn cái tỷ lệ TP này mình có thể kéo tới là 5:1, mình để đây, kéo tới 5:1 mình để đây đó. Đó là số 3 ha anh chị, đó là số 3. Khi mà
giá nó đạt 31 thì mình có thể kéo stop loss về 51 và mình để mình kéo TP về 51 và mình để stop loss ở tỷ lệ là 2. Và nếu mình thấy cái lực bán còn mạnh, mình lực mua còn mạnh hơn. Còn nếu mà sáng suốt nhất á, chốt lại không bao giờ sai. Thấy 31 chốt luôn. Rồi mình đi tìm kèo khác, khỏi phải bận tâm nữa. Đừng có lăn tăn rồi nó 31 chốt được rồi. Em nói thật. Rồi, còn nếu như mà giá nó tăng hơn 31 thì sao? Giá nó tăng hơn 31, đây là số 4 nè. Giá tăng hơn 31 thì anh chị ngay lập tức thôi. Dời stop loss về 31. Dời stop loss về 31. Để TP ở 51, để TP ở 51 hoặc là để hơn cũng được, 11 cũng được, tùy anh chị thôi. Và tốt nhất là để ở những cái vùng hỗ trợ kháng cự tiếp theo. Đây là hỗ trợ kháng cự. Để ở những cái vùng hỗ trợ kháng cự tiếp theo. Stop loss về 31. Còn lại là anh chị để trailing stop cho nó chạy. Chạy tới đâu mình ăn tới đó. Đó là xong. Đó là xong. Thì nếu mà anh chị tuân thủ chuẩn những cái này á thì anh chị sẽ thấy tiền trong tài khoản mình là từ từ nó sẽ tăng lên, tăng đều luôn, em chắc chắn như vậy luôn, tại vì em đã rất thành công với cái phương pháp này thôi đó. Quản trị vốn hả? Quản trị vốn vô lệ bao nhiêu lót? Cái này em nói trên kênh YouTube rồi mà, thì xem lại trên YouTube nhé. Còn nếu mà anh chị vô nhiều lệnh thì quản trị vốn của chúng ta đó là nếu như mà tất cả các lệnh hiện tại nó bị lỗ hết luôn rồi, thì mình mất không quá 15% tổng tài sản, tổng tài khoản. Ví dụ như tài khoản mình nó đang là 100 triệu. Thì nếu như mà những cái lệnh hiện tại nó bị lỗ hết luôn thì mình mất là không quá 15 triệu là được, đó là quản trị vốn đó. Còn đặt số lót như thế nào, tương đương với số pip như thế nào để cho đạt là 2-3% tài khoản đấy. Thì những cái đó em nói trên kênh YouTube này, anh chị xem lại. Vậy em đã làm hai video, một video đó là tầm 1 tiếng một hồi. Đúng rồi, mất tới đó dừng chơi luôn nha nữa. Mất đó dừng chơi. Nghỉ ngơi vài ngày. Lấy lại tinh thần. Anh chị mất 15% tài khoản, không không mất tinh thần mới là lạ đó. Lúc đó mà đi vào thị trường mà chơi tiếp thì chỉ có là thua liên tục. Thua 50%. Thậm chí là bay tài sản. Thậm chí tái tài khoản luôn. Thì thường mà anh chị thua liên tục là anh chị hay đi vào thị trường lại lắm. Trả thù thị trường. Cái này về qua cái phần ngày mai mình sẽ nói về tâm lý, mai sẽ nói về tâm lý rồi, rồi lúc đó nên nghỉ ngơi 1 tuần đó. Lúc đó nên nghỉ ngơi 1 tuần và ngồi xem lại những cái giao dịch mà tại sao mình lại lỗ, nguyên nhân lỗ vì sao. Chứ anh chị đã thua tới cái mức đó mà anh chị thua như vậy mà anh chị còn chơi nữa thì thua tiếp rồi, đúng rồi. Mình không có cái thời gian để mình xem lại vì sao mình thua. Ăn với thua hơn nhau của một trader là một trader giỏi là họ có cái thời gian họ xem lại vì sao họ thua, để lần sau họ rút kinh nghiệm, họ không có lao đầu vô những cái con đường sai lầm. Còn mình thua mà mình cứ đi cái con đường thua đó, mình cứ thua hoài, nên có thời gian ngồi lại. Còn thắng thì dễ, từ thắng xong lên. Cái này qua ngày mai em nói về tâm lý giao dịch thì sẽ rõ hơn. Còn cái việc mà tính lót, tính đồ thì bữa trước thì em có tính thử cho anh nào đó tài khoản 5.000 nữa đúng không? Thì nó cũng tương tự thôi. Anh chị cứ bắt chước. Rồi anh chị xem lại cái video về quản trị vốn trên YouTube. Em có nói. Rất là rõ. Đây là cách dịch chuyển stop loss. Cái trường hợp ở đây này, cái trường hợp mà đen nhất đó, có thể xảy ra đó là khi mà anh chị mua xong một phát mà giá nó đi thẳng xuống mà nó dính stop loss luôn, đó là đen lắm rồi đó.
Còn không là anh chị sẽ lãi được tỷ lệ 1:1 này, lãi được tỷ lệ 1:2 này, và tỷ lệ 1:3 này, hoặc là anh chị lãi hơn nữa. Lúc nào cũng lãi. Và cùng lắm thì sao anh chị? Cùng lắm thì sao? Cùng lắm hòa vốn. Khó mà thua được. Hầu như là không thể thua được. Còn phân tích kiểu gì mà mình thấy mình đánh 10 lệ mà nó đi thẳng tới stop loss 10 lệ luôn á, thì lúc đó phải xem lại nha. À, mình đánh 10 lệ mà cứ đi thẳng chúng dính stop loss cả 10 là phải coi lại đó. Có nhiều kèo anh chị vào 2-3 lệ luôn, thậm chí 10 lệ luôn cũng được. Tuy nhiên em nói rồi, tổng tài khoản mà tất cả những cái thằng mà đang chạy á, mà nó bị lỗ hết luôn á, thì mình sẽ mất khoảng là 15% thôi. Như vậy thì tính ra anh chị vào đó là khoảng 6 kèo thôi là được, không bao nhiêu hơn. Không dùng trailing stop, cái thằng trailing stop nó ảo lắm. Em thì em nói với mọi người trailing stop trên YouTube thôi, với em không xài trailing stop. Trailing stop chúng ta chỉ dùng khi nào đúng không? Ở đây này, khi mà tỷ lệ nó đạt là 3:1 rồi nè, dời stop loss về 3:1 này, để TP ở 5:1 này, sau đó thả trailing stop cho nó chặt. Lúc này mới trailing stop. Chứ còn ở đây thì anh vào để mà anh đặt trailing stop liền ấy, thì trailing stop nó sẽ đưa cái stop loss của anh thoát ra khỏi cái vùng hỗ trợ này. Ví dụ như giá lên tới đây thì giá lên tới đây, ví dụ như anh để stop loss đúng không? Stop loss đây, điểm vào lệnh đây. Đó. Giá tăng tới đây, stop loss nó tăng tới đây, giá tăng tới đây, đó, stop loss tăng tới đây. Nó đã ra khỏi lá chắn của mình rồi. Lá chắn này là thằng rất là an toàn. Mà anh dùng trailing stop sớm như vậy thì vô tình là anh tự đẩy mình vào là cái vị trí xấu. Phải đặt sau lá chắn. Đây là cái khiên này để phòng thủ. Tự mình đưa mình ra khỏi cái khiên này giống kiểu như là kêu địch là bắn tao đi vậy. Mình phải núp sau này này. Chỉ dùng trailing stop khi mà thằng này nó đạt 3 rồi, nâng stop loss về đây, còn lại chạy cho đi stop, chạy tới đâu ăn nữa. Cái thị trường này em nắm rất là rõ cái quy luật của nó, cho nên là em sẽ giải thích cho anh chị một cách là rất là dễ hiểu, theo cái phương pháp tự nhiên, theo cái ngôn ngữ tự nhiên đó, mọi thứ nó cũng giống như ngoài đời thực thôi, không có gì đó. Còn cái việc mà lụng hỗ trợ kháng cự thì anh chị hết sức lưu ý là ví dụ như thế này nha. Em giải thích một cách rất là tự nhiên cho anh chị hiểu này. Ví dụ như giá nó đang giảm như này, xuống gặp cái vùng này, bật lên đúng không? Rồi giá giảm xuống như này, và đi sideways. Những cái lúc mà nó đi sideways như này thì khó mà nó lụng qua đây. Những lúc nó đi sideways nó khó mà lụng. Giá giảm xuống này, đưa lên này, giảm xuống này, đó, ở đâu thì sideways này, nó muốn thoát ra khỏi cái này thì nó phải làm sao anh chị? Nó phải đi lên, sau đó nó lao xuống như này, thì cái này cũng giống như trong tự nhiên thôi. Đó là vì sao? Ví dụ như bây giờ là anh chị cầm một cái búa, anh chị cầm một cái búa và hiện tại là ở trước mặt anh chị á có một tấm kính, được chưa? Đây là tấm kính của chúng ta. Và anh chị để cái búa sát vào cái tấm kính, anh chị đè xuống thì thường là cái tấm kính nó không có bể được. Cái tấm kính nó không có bể, mà anh chị muốn bể cái tấm kính này để thủng xuống dưới như thế này thì anh chị phải làm như thế nào?
tất nhiên là phải dơ búa lên rồi và đập xuống một phát thì nó sẽ lủng cái vùng hỗ trợ này. Cho nên là khi mà giá nó muốn đi xuống, giá nó muốn đi xuống thì công việc đầu tiên là nó phải tăng lên cái này thì nó mới xuống được, giống trong tự nhiên thôi, y chang như vậy, chả cái gì khác cả. Còn muốn tăng lên thì phải xuống đó. Ví dụ như muốn giá nó muốn tăng lên như này, cái mục tiêu của giá là ở đây, đúng không? Hiện tại bắt đầu từ đây, nó muốn tăng lên tới đây đó, thì nó tăng này. À, tuy nhiên nó không bao giờ lên như này, không bao giờ á. Nó muốn tăng lên thì nó phải giảm cái này để lấy đà rồi tăng lên tiếp, rồi giảm xuống là rồi lấy đà rồi tăng lên tiếp, rồi cuối cùng là nó đạt được cái mục tiêu của nó, giống trong tự nhiên thôi. Cái thị trường nó vận hành như vậy, giá nó muốn giảm thì nó phải tăng, hay muốn giảm hơn qua cái lũng qua cái vùng này là nó phải tăng lên. Chứ nằm sát sát như này, em lấy cái ví dụ là cái búa đập xuống cái bàn đó, nằm sát sát như này, mình cố gắng mình đè xuống này, nó không xuống, nó phải lên nữa. À, cái luật của nó là như vậy, thị trường nó vận hành theo quy luật mà. À. Ok rồi, chỗ này anh chị ok chưa? Đó là quan trọng. Đúng là vốn trước lại anh sao có. Thì ngày mai em sẽ nói thêm về cái phần chia quản trị nguồn vốn, phân bổ nguồn vốn. Mình nếu mà anh chị hold Bitcoin hay là hold cổ phiếu. Hoặc là mua những cái đồng coin ha, hoặc mua cổ phiếu hoặc là trade forex á, thì mình sẽ chia tỷ lệ như thế nào cho hợp lý, chia vốn như thế nào cho hợp lý trong mỗi thị trường, thị trường nào an toàn, thị trường nào không an toàn. Đó. Mình phân bổ vốn như thế nào cho hợp lý không? Cái này mai em nói cũng khá là dài. Còn cái cách mà tính lót tính đồ này nọ như thế nào, như thế nào để mình lỗ thì mình chỉ có lỗ 3% tài khoản thôi hoặc là 2% tài khoản thôi, thì coi video trên YouTube đó, em làm 2-3 video đó, mỗi video cả tiếng hồ thì giải thích rất là rõ, chỉ cứ sao đó là được. À, buổi ngày mai chúng ta sẽ học về những phương pháp đầu tư, mà nói chung là ngày mai là lý thuyết không, giống như là cái buổi số 1 vậy đó, lý thuyết nhiều, nguyên tắc đầu tư và những cái tâm lý giao dịch cũng rất là quan trọng, tâm lý chơi, tâm lý giao dịch. Còn buổi 7, buổi 8, buổi 9, 3 buổi là chúng ta sẽ học về những công cụ phân tích kỹ thuật nâng cao, mình chia sẻ thêm nhiều công cụ nâng cao. Còn với hệ thống giao dịch là em sẽ đi về cách là phân tích biểu đồ, là từ từ khi mà anh chị mới vào anh chị tìm kèo thì nó sẽ như thế nào, mới vào tìm kèo như thế nào và mình vào lệ như thế nào đó, là 7, 8, 9 ba buổi kiếm tiền á, ba buổi giá trị của nó rất là cao. Còn buổi số 10 là cái buổi rất là quan trọng nha anh chị, buổi số 10 rất là quan trọng. Buổi số 10 theo em đánh giá là trị giá cũng tầm 1 triệu đô đó, một buổi số 10 thôi. Cho nên là anh chị vắng buổi nào thì vắng, nhưng mà đừng vắng buổi số 10 nhé. Buổi số 10 trị giá cả 1 triệu đô, không đùa đâu. Đó. Rồi buổi học hôm nay chúng ta là kết thúc ở đây ha. Anh chị còn thắc mắc gì không? Anh chị thấy buổi hôm nay sao ạ? Buổi hôm nay dễ hơn buổi hôm qua không? Elio khó có dẹp nữa hả? Ờ được, dẹp luôn được. Elio thì biết cũng được, không cũng được.
bật cái công cụ lãi lỗ hả? Đây nè, trading view này, được chưa? Đây nè, long này, mua này ha, short và bán này, hết. Những cái gì này là đo thôi, đo giá thôi. Rồi xong. Và sao học những nguyên tắc đầu tư không? Rồi cảm ơn anh chị lắng nghe theo dõi, thì chúng ta kết thúc buổi học ở đây. Rồi, mọi người chào nhau, chúng ta nghỉ. Sáng mai anh gửi video. Chào anh chị, chúc anh chị ngon nhé.